nhân lúc người cao gầy này đang quần đấu với đám sa hạt, âm thanh loạn xạ, như hữu đạo nhanh chóng lao xuống, từ lối vào bị sa hạt phủ kín trước đó nhưng đã được người cao gầy kia mở ra, vội vàng theo đường cũ thoát đi. Hắn tin rằng, nơi này tập trung nhiều sa hạt như vậy, khẳng định là có cửa ra vào cho sa hạt từ sa mạc vào đây. Nhưng nhất thời có trời mới biết cửa ra vào nằm ở vị trí nào. Quan trọng đằng sau đang có sát thủ truy sát, hắn không có nhiều thời gian để đi qua đi lại tìm kiếm lối ra, cộng thêm đám sa hạt này phát ra động tĩnh rất lớn, khó mà tránh khỏi bị sát thủ phát hiện. Đoạn đường này đúng là quá nguy hiểm, cho nên, hắn nhanh chóng đưa ra quyết định, theo đường cũ trở về cho bất việc. Chắc chắn bên ngoài đang có cao thủ ba phái ngăn cản, tranh thủ thời gian cho hắn thoát đi. Điều hắn muốn chính là tạo ra khoảng cách tranh lệch về thời gian giữa hắn và gã sát thủ kia. Hắn vừa xông ra hành lang đường cũ, lập tức thu hút đám sa hạt khác tấn công. Đang chống lại đám sa hạt, người cao gầy kia vẫn lạnh lùng tìm kiếm bóng dáng nghiêu hữu đạo nghe được động tính gã ta bỗng nhiên quay đầu mặc dù vẫn chưa nhìn thấy nghiêu hữu đạo nhưng gã ta cũng đã ý thức được điều gì đấy không khỏi vừa bực mình vừa cười lạnh một tiếng dám chơi trò đó trước mắt gã ta đủ cho thấy mục tiêu chu sát này khi gặp chuyện không hề hoang mang lại còn vô cùng tỉnh táo can đảm hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh cương khí quanh thân đột nhiên bạo phát mạnh mẽ xoay tròn người đàn ông kia không dây dưa với đám sa hạt nữa mạnh mẽ đánh xuống cạch 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 những con sa hạt sông lên bị đụng vào lập tức bay tán loạn người đàn ông kia đã vọt vào hành lang nhanh chóng đuổi theo nghiêu hữu đạo cấp tốc chạy đi trong bóng đêm khí cơ của hắn đã cảm nhận được một đống cát trong đống sụp đổ trước đó hắn đánh tới một trường đất đá bay lên một mảng lớn lưu sa tràn vào hắn liền thừa cơ vọt vào bên trong đống cát khi hắn chui vào trong lỗ thủng một ánh sáng phát tới Người đàn ông cao gầy có con nguyệt điệp đậu trên vai đã đuổi tới, một kiếm chém xuống đống cát. Mặc kệ Ngưu Hữu Đạo có ra ngoài hay không, trước chém một kiếm, phòng có mai phục. Đống cát nổ tung, người đàn ông kia nhanh chóng bỏ con nguyệt điệp vào trong hộp tùy thân, sau đó nhảy vào trong đống cát, chạy theo hướng âm thanh truyền đến mà đuổi theo. Gã ta đã nhận ra ý định quay lại đường cũ của Ngưu Hữu Đạo, tất nhiên là muốn đồng bọn của hắn chặn đường gã ta, để hắn có cơ hội chạy thoát. Gã ta làm sao có thể để cho Ngưu Hữu Đạo đạt được mục đích? cương khí quanh thân vận chuyển, dùng tốc độ cao nhất để đuổi theo. Ngưu Hữu Đạo phát hiện đằng sau có người đuổi theo, âm thầm kêu khổ. Lần này hắn đụng phải cao thủ khó chơi rồi, một khắc tiếp cận được mục tiêu, người đàn ông lại bổ ra một kiếm. Đã đến lúc liều mạng, Ngưu Hữu Đạo không còn gì để nói, vận chuyển phù truyền pháp hộ thân bên trong cơ thể, một trưởng đánh ra một luồng ánh sáng màu đỏ. Kiếm khí cuồng bạo đụng vào năng lượng cuồng bạo của tu sĩ Kim Đan Cảnh. Oanh, sức mạnh cường đại tác động xung quanh, nghiêu hữu đạo cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, ngọt vội dùng càn khôn na di trợ lực đồng thời đánh ra một lá bùa năng lượng truyền pháp hộ thân sau đó nhanh chóng thoát đi một trường bổ sung này đối với người đàn ông cao gầy mà nói cũng giống như tai họa ngập đầu khi sức mạnh chạm vào nhau lần đầu tiên hoàn toàn không khác gì so với trước lúc truy sát không gian quanh thân gã ta nhanh chóng sụp đổ tình huống này khiến gã ta giật nảy mình trong lòng kinh nghi không biết rốt cuộc tên kia có bao nhiêu bùa bạo kích cũng may đã có kinh nghiệm một lần gã ta vội vàng tranh thủ thi pháp ứng phó lại nhưng điều khiến cho gã ta nằm mơ cũng không nghĩ đến chính là một đường đánh tới rất kịch liệt gã ta vẫn liều mạng kháng cự được nhưng một kích này đánh tới thiếu chút nữa dọa gã ta hồn phi phách tán lúc này gã ta đang bị vây trong đống cát không cách nào động đậy tránh cũng không tránh được đành phải thi pháp tiếp nhận và ứng phó một kích trí mạng này tình thế bất đắc dĩ gã ta chỉ có thể ứng phó một kích trí mạng này trước oanh chống đỡ một kích Thân hình người đàn ông bị chấn động đến lắc lư, lực phản chấn ép tới suýt chút nữa biến gã ta thành thịt muối. Cũng nhờ pháp lực bản thân rất mạnh, gã ta mới miễn cưỡng chống đỡ được. Gương mặt gã ta hiện lên sự đau khổ, toàn thân rúng động, gã ta cố gắng dốc hết pháp lực mở một không gian xung quanh. Trong nháy mắt, gã ta cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Đúng là liều mạng mà, gã ta biết mình đã bị trọng thương, nếu còn không ra ngoài, chỉ sợ sẽ vĩnh viễn mai táng trong sa mạc này trên mặt đất trận chém giết đã kết thúc 10 đệ tử của ba phái đã giết chết hai tên sát thủ bắt sống một người như hữu đạo đã dặn dò phải bắt sống được một người khi tu sĩ ba phái đi giải quyết ba tên phan trưởng quỹ quay lại cuộc chiến đã kết thúc cũng không cần thiết phải tham dự nữa ngược lại cùng với người bên này đối kháng với rất nhiều con sa hạt đang chạy đến sa hạt tập trung càng lúc càng nhiều bọn họ không biết có nên đi hay không như hữu đạo không thấy cũng không biết sống hay chết nếu bọn họ bỏ đi vạn nhất nghiêu hữu đạo cần bọn họ viện thủ thì làm sao bây giờ nhất thời bọn họ khó mà lựa chọn chỉ có thể tạm thời đối phó với đám sa hạt mà thôi đột nhiên dưới mặt đất truyền đến âm thanh trầm đục ngay sau đó là một âm thanh lớn khác tu sĩ ba phái đang chống cự sa hạt nhìn nhau vừa mừng vừa sợ sợ vì không biết rốt cuộc tình huống bên dưới như thế nào vui vì còn có động kính chứng tỏ nghiêu hữu đạo còn sống ầm um, đống cắt các cách đó không xa nổ tung một bóng người từ dưới đất phóng lên, mũ che màu đen bay phần phật dưới ánh trăng. Chương 383, bị Ngưu Hữu Đạo giết. Ngưu Hữu Đạo, có người vui mừng kêu lên một tiếng, đám sa hạt bật lên, bao vây Ngưu Hữu Đạo đang ở trên không. Một kiếm của Ngưu Hữu Đạo chặt đứt cái đuôi của một con sa hạt, sau đó đạp mạnh một cái, mượn lực lướt đến đám người ba phái. Đúng lúc này, mặt đất lại nổ tung, một người cao gầy cũng từ đống đất bên dưới vọt ra. Ngưu Hữu Đạo nói, ngăn gã ta lại. Mười mấy người ba phái nhanh chóng bay đến trận đánh. Người đàn ông kia lăng không đánh ra một trưởng đánh bay đám sa hạt rơi xuống đất, máu me đầm đìa. Nhìn thấy một đám tu sĩ kim đan vào tới, gương mặt gã ta lộ ra vẻ bi phẫn, đột nhiên giang hai tay, một thân pháp lực cuồng bạo tuôn ra, phạm vi xung quanh lấy gã ta làm trung tâm rung lên như cái sàng. A, à, người đàn ông cao gầy đột nhiên vung tay, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, miệng mũi tuôn ra máu tươi. Oanh, một diện tích lớn đất nổ tung, cát, còn có sa hạt bị sức mạnh cuồng bạo xé nát, bay thẳng đến hơn 10 tu sĩ đang xông đến. Người đàn ông cao gầy huy kiếm, chém ra một luồng kiếm khí ác liệt. Đất và thi thể sa hạt rơi xuống, ngay cả hơn 10 tu sĩ xông đến cũng chẳng khác gì. Có người lảo đảo, nhưng cũng có hai người bị kiếm khí ác liệt chém thành hai đoạn. Những người may mắn thoát khỏi công kích cuồng bạo này thì sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ nhìn người đàn ông cao gầy đang giơ kiếm, không nghĩ đến người này lại khủng bố như vậy. như Hữu Đạo đang chuẩn bị chạy thoát khi quay người nhìn lại cũng bị chấn động. Nếu nhiều người cũng không chống đỡ nổi một kích của gã ta, hắn trốn được cái rắm gì chứ? Nhưng sau một khắc, người đàn ông cao gầy lại lảo đảo, miệng mũi tiếp tục chảy máu. Bạch, như hữu đạo quyết định ra tay, kiếm trong tay đột nhiên chém mạnh, hóa thành một luồng ánh sáng, quyền cước đồng thời đánh ra, gạt đám sa hạt đang vây công sang một bên. Người đàn ông cao gầy giơ kiếm ngăn cản luồng ánh sáng đang đánh tới, nhưng lại bất lực ngăn cản, đủ để cho thấy gã ta đã suy yếu phụt một tiếng, luồng ánh sáng đâm xuyên qua ngực, chỉ còn chừa đuôi kiếm. Đằng sau lưng bắn ra một luồng máu, còn có thân kiếm bóng loáng. Người đàn ông cao gầy lảo đảo lui lại mấy bước, thanh kiếm trong tay chống đất, bất lực quỳ gối trên đống cát. Hơn 10 tu sĩ ba phái sợ ngây người, một người khủng bố đến như vậy nhưng lại bị giải quyết như thế. Áo bào đen lóe lên, nhiều Hữu đạo bay đến, rơi xuống trước mặt người đàn ông cao gầy, nhìn kỹ trên dưới rồi hỏi người đã bị thương. Hắn hỏi không phải là mỉa mai, cũng không phải biết rồi còn cố hỏi. Hắn hỏi là vì muốn biết phải chăng trước kia gã ta đã bị thương trong đống cát rồi hay không. Bằng không, hắn không tin mình có thể giải quyết nhân vật như vậy một cách dễ dàng đến thế. Khóe miệng trào ra máu tươi, người đàn ông cao gầy chậm rãi ngẩng đầu nhìn như hữu đạo. Gã ta vừa rồi đã biết mình bất lực tái chiến, vốn định dùng một kích toàn lực chấn nhiếp đám người kia, bọn họ sẽ không dám tùy tiện mạo phạm, sau đó gã ta sẽ tranh thủ thời gian chạy đi ai ngờ nghiêu hữu đạo căn bản không cho gã ta cơ hội thấy sơ hở liền quả quyết ra tay chặn mất đường sinh lộ của gã gã ta nâng một tay chỉ vào nghiêu hữu đạo ngươi bàn tay nâng lên lung lay hai lần rồi bất lực buông thỏng xuống đầu vô lực cúi xuống trước ngực một tay đỡ kiếm cơ thể chưa ngã ra đằng sau cứ như vậy mà quỳ gối trong đất cát trong gió máu tươi từ miệng như những hạt trâu mất dây không ngừng tí tách rơi xuống biển cát vô biên nhưng vẫn quỷ quyệt trong bóng đêm như cũ trăng sáng tịch liêu chiếu vào áo bào đen đang bay phần phật trong gió của Ngưu Hữu Đạo, còn có người đỡ kiếm quỳ trước mặt hắn. Gương mặt Ngưu Hữu Đạo vẫn bình thản như cũ, không biết sốt cuộc người kia muốn nói gì, thật lâu sau vẫn còn đứng nhìn. Dù Sa Hạt đang chen chúc mà đến, hắn cũng thở ơ. Người còn sống của ba phái vọt đến, có người dàn ra xung quanh để đối kháng lại với mấy con Sa Hạt, không cho chúng đến gần. Có người nhìn người đàn ông cao gầy đang quỳ, rồi lại nhìn như Hữu Đạo đang đứng im lặng, có chút không thể tin được. Chỉ cần người nào không ngốc đều có thể biết được, thực lực của người cao gầy này rất mạnh. Mặc dù một kích cuối cùng đã dùng hết toàn bộ sức mạnh mới khủng bố như thế, nhưng đủ để chứng minh thực lực của người này, cho dù một đám liên thủ lại cũng chưa chắc ngăn được. So với thực lực của gã ta, trên dưới ba phái bao gồm luôn trưởng môn và trưởng lão, đoán chừng cũng tìm không ra người có thể địch nổi. Cũng khó trách gã ta thấy có nhiều viện thủ như vậy đuổi tới cũng không trốn, vẫn muốn truy sát nghiêu hữu đạo, có được một thân bản lãnh như thế, đúng là không cần sợ chính vì vậy mọi người mới không thể tin nổi một cao thủ mạnh như thế lại dễ dàng bị giết như vậy bọn họ tất nhiên biết gã chết cũng không phải vì bọn họ hợp kích với nhau thậm chí vừa rồi bọn họ còn không cách nào đến gần đối phương đã bị đối phương đả thương thậm chí còn có hai người bị chặt thành hai đoạn có thể hình dung được thực lực người này khủng bố như thế nào hiển nhiên trước khi người này chui lên khỏi mặt đất đã bị trọng thương nguyên nhân bị thương nặng cũng không khó tưởng tượng ánh mắt bọn họ nhìn như hữu đạo đầy kinh ngạc và khó hiểu dựa vào thực lực của ngưu hữu đạo có thể đánh bị thương người này sao đúng là không thể tưởng tượng nổi nhưng ngoại trừ nguyên nhân này mọi người nghĩ không ra còn có nguyên nhân nào khác phái người này đi chính là muốn đưa ngươi vào chỗ chết ai có thể phái ra cao thủ như vậy để truy sát ngươi chứ có người hỏi một câu ngưu hữu đạo nghe hỏi một đằng nhưng trả lời một nẻo các ngươi có ai biết người này không mọi người đều lắc đầu có người nói mặc dù không phải cao thủ cao cấp nhưng dựa vào thực lực của người này tuyệt không phải hạng người vô danh. Nếu xếp vào bảng đan, cũng có thể xếp vào vị trí 300 thứ hạng đầu. Nghiêu hữu đạo đưa tay rút thanh kiếm ra khỏi người gã đàn ông cao gầy, thuận tay chém một kiếm xuống đầu đối phương, sau đó ngẩng đầu nhìn trăng, chậm rãi nói, mang thủ cấp về, để mọi người nhìn qua, xem có ai biết hay không. Nơi này không thể ở lâu, thu dọn một chút rồi đi thôi. Hắn lau trường kiếm dính máu, sau đó tra vào vỏ kiếm bên trong áo bào đen rộng lớn. Mọi người nhanh chóng thu dọn hiện trường nhìn thấy có người đang thu lấy thi thể của hai đệ tử ba phái, như hữu đạo nhìn quanh số người xung quanh, thấy thiếu mất mất người, liền hỏi chúng ta tử thương như thế nào. Người nhặt xác thở dài đáp, ban đầu không có ai tử thương, nhưng vừa rồi người kia xuất hiện, một kích đánh ra, giết mất hai người của chúng ta, những người còn lại thì chỉ bị thương nặng hoặc nhẹ. Nghiêu hữu đạo nhìn xung quanh lần nữa, hỏi tù binh đâu? Có bắt được người nào không? Người nhặt xác đáp, vừa rồi bắt được một người, nhưng vì đối phó với tên kia, nên không ai để ý đến gã nữa bỏ mặc trên mặt đất cho sa hạt làm thịt nhưng ngài cũng không cần lo lắng trước đó chúng ta cũng đã bắt được hai người đem về vô biên các. nghiêu hữu đạo nhẹ nhàng thở ra mạo hiểm lớn như vậy trả một cái giá cũng khá lớn cuối cùng cũng đạt được mục đích rất nhanh một đám người mang ủng lướt qua phía trên đám sa hạt nhanh chóng biến mất trong màn đêm những thi thể còn sót lại bị mấy con sa hạt dành ăn ngay cả thi thể đồng loại cũng không buông tha xương cốt cũng muốn nhai nát qua một đêm khu vực này sẽ không còn lưu lại dấu vết gì cũng xem như chưa có gì phát sinh ở vùng sa mạc này nghiêu hữu đạo đã đạt được mục đích mọi người cũng không cần che giấu hành tung nhưng không ai dám để nghiêu hữu đạo một mình mạo hiểm nữa kết thành đoàn bay thẳng lên đỉnh núi đến vô biên cát đại gia ngài không sao chứ công tôn bố vẫn luôn lo lắng chờ ở trong đình nhìn thấy nghiêu hữu đạo vội vàng tiến lên hỏi thăm về rồi hãy nói nghiêu hữu đạo trong chiếc mũ đen chùm đầu nói một câu chương 384, bài danh 267 bảng đan 1. Mọi người nhanh chóng chạy đến vô biên các. Không ít người qua đường chú ý đến một người đội mũ trùm đầu màu đen được một đám người chen chúc nhau bảo vệ. Mọi người đến trước cửa hàng của Lưu Tiên Tông. Khi tiến vào bên trong, ai nấy đều sửng sốt, bao gồm cả Nhiêu Hữu Đạo cũng sốt mũ trùm đầu lên. Chỉ thấy một phan trưởng quỹ không hề bị tổn hao gì đang ngưng trọng chắp tay, nói, đạo gia, ta đã nghe nói qua mọi việc, có người giả mạo ta như hữu đạo không nhịn được nhìn xuống cánh tay của ông ta hắn nhớ là lúc trước hắn đã chém đứt một cánh tay của phan trưởng quỹ một tu sĩ áp giải tù binh trở về nói đúng là có người giả mạo kỹ thuật dịch dung rất cao siêu ngay cả người quen cũng nhìn không ra đúng là dĩ giả loạn chân bọn chúng thật không tầm thường chúng ta đã bắt được người giả mạo đó mau dẫn ta đi xem như hữu đạo khoát tay ra hiệu mời phan trưởng quỹ vội vàng đưa tay mời mọi người tiến vào hậu đường bước vào bên trong một gian phòng, chỉ thấy một người không còn bả vai và một người bị mất cánh tay đang được canh giữ và chữa thương. Nhìn thấy Nhiêu Hữu Đạo xuất hiện, hai người bị thương không khỏi giật mình sửng sốt, dường như không thể tin được Nhiêu Hữu Đạo còn sống. Đạo gia, người này chính là người đã giả mạo phan trưởng quỹ. Một tu sĩ chỉ vào một người đàn ông trung niên không còn bả vai, sau đó giật mặt nạ ra người trên mặt ông ta xuống, lộ ra một gương mặt khác. Nhiêu Hữu Đạo muốn nhìn xem chiếc mặt nạ một chút, phát hiện nó được chế tạo cực kỳ tinh xảo hừ lạnh một tiếng đúng là có bản lãnh trong thời gian ngắn như thế lại có thể chế tạo được món đồ tinh xảo như vậy nói các ngươi là ai nói xong hắn ném cái mặt nạ trở lại phan trưởng quỹ giả cười ha hả người đúng là mạng lớn trong trường hợp như thế mà ngươi cũng có thể tránh thoát được một kiếp giọng điệu khi nói chuyện cũng thay đổi hẳn là giọng thật mau đưa thủ cấp của người kia cho ông ta xem nghiêu hữu đạo nói Đằng sau có người lập tức tiến lên, đưa ra một cái đầu người cho hai người kia nhìn. Hai người kia không khỏi chấn kinh. Phan trưởng quỹ giả thất thanh nói, chỉ dựa vào các ngươi, đúng là không có khả năng. Hai người hoàn toàn không tin người đàn ông cao gầy đó lại thất bại trong tay Nhiêu Hữu Đạo. Nhiêu Hữu Đạo cũng không nói nhảm với hai người này, quay người rời đi. Trên đường trở lại hậu đường, Nhiêu Hữu Đạo dừng lại, ôm ngực ho khan hai tiếng, sau đó phun ra một ngụm máu. Trước đó bị phan trưởng quỹ giả đánh lén, không phải một chút vấn đề cũng không có Tu vi hai bên tranh lệch với nhau không nhỏ Bị đánh lén trong khoảng cách gần như vậy Đã khiến cho hắn bị thương nhẹ Về sau Khi cứng đối cứng với người cao gầy hai lần dưới lòng đất Hắn lại bị chấn thương liên tiếp Nếu không nhờ có cách làm giảm sóc lực đạo Chỉ sợ hắn sẽ bị thương còn nghiêm trọng hơn Nhưng hắn vẫn cố gắng áp chế Không đến nơi an toàn Thì không để lộ dấu hiệu hắn bị thương Lúc này hắn thật sự không chịu nổi nữa Đành phải nôn ra Người hai bên giật mình, vội vàng đỡ lấy hắn, ngài bị thương rồi sao? Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Như hữu đạo thoát khỏi tay người đỡ, sau khi ho vài cái, hơi thở thông thuận lại không ít. Hắn nói, nước, phan trưởng quý vội vàng đi lấy nước cho hắn. Như hữu đạo nhấp một ngụm nước, dần lại ngụm máu muốn trào lên. Khi nào về đến phòng hắn sẽ nôn ra, tránh cho người ta nhìn thấy manh mối gì. Đưa chén nước lại cho phan trưởng quý, hắn nói, tách hai người kia ra cần phải thẩm vấn bọn chúng cho kỹ càng còn nữa không cho phép bất luận người nào tùy tiện tiếp cận bọn họ ngay cả người nhà cũng phải kiểm tra thực hư nghiêm ngặt kỹ thuật dịch dung của đám người đó rất cao siêu đừng để bọn chúng lợi dụng sơ hở giết người diệt khẩu rõ người hai bên đáp lại mang thủ cấp người kia theo lệnh hồ thu kiến thức rộng rãi chắc có thể nhìn ra được người này là ai nghiêu hữu đạo quay sang nói với công tôn bố sau đó rời đi mọi người không cần che giấu tung tích nữa công tôn bố và ba phái đều phái một người đi theo nghiêu hữu đạo đến khách sạn thiên hồ nhìn mọi người đã rời đi những người còn lại trở về cửa hàng lưu tiên tông phan trưởng quý hỏi một người bên cạnh sư huynh đó là thủ cấp của ai vậy nghiêu hữu đạo dường như rất coi trọng nó mà phản ứng của hai người bị bắt cũng không bình thường vị sư huynh tham gia hành động tối nay thở dài thực lực người này rất mạnh trên dưới lưu tiên tông chúng ta đoán chừng cũng không phải là đối thủ của gã ta chúng ta còn sống trở về đã là may mắn lắm rồi Phan trưởng quý giật mình, người nào có bản lĩnh lấy được thủ cấp của gã ta vậy? Bị Nghiêu Hữu Đạo giết, sư huynh trầm giọng đáp một câu, Nghiêu Hữu Đạo có thể giết gã ta. Gương mặt Phan trưởng quý hiện lên vẻ khó tin, tình huống cụ thể thì ta không rõ, nhưng chính xác là chết trong tay Nghiêu Hữu Đạo. Người nãy ghi nhớ tình huống, sau đó báo tin về cho sư môn. Sư huynh đem chuyện lúc đó thuật lại một lần, cửa khách sạn Thiên Hồ, hắc mẫu đơn không thể ngồi trong phòng, cứ đứng ngoài cửa mong mỏi nhìn ra nhìn thấy công tôn bố, rồi nhìn người đang đội mũ có rèm che, tảng đá trong lòng hắc mẫu đơn như rơi xuống, nhanh chóng tiến lên, đạo ra, ngài không sao chứ. Hãy mau sắp xếp cho bọn họ ở sát phòng chúng ta. Nghiêu hữu đạo chỉ những người đi theo, dặn dò hắc mẫu đơn một tiếng rồi nhanh chân bước vào phòng của mình. Hắc mẫu đơn đành phải đưa đám người công tôn bố đến quầy đăng ký phòng. Trở lại phòng của hắn, Nghiêu hữu đạo vội đóng cửa dầm một cái, ngay cả áo choàng cũng không kịp cởi, bước vào căn phòng nhỏ bên trong, thảo nguyệt điệp chiếu sáng ra, sau đó liên tục ho khan vào trong một cái chậu đồng, nôn ra những bọt máu. Đợi hơi thở bình ổn, hắn lấy ra một viên thuốc trị thương, bóp nát rồi bỏ vào trong miệng nuốt xuống, sau đó yên lặng thi pháp điều tức. Cửa bên ngoài mở ra, hắc mẫu đơn đã quay lại, nhìn thấy gian phòng nhỏ sáng đèn, nàng vội tiến vào. Khi ngửi được mùi máu tươi, nàng liền bước lên xem, con người đột nhiên co lại, hô to, đạo ra, ngài bị thương rồi sao? Nghiêu hiểu đạo im lặng không nói, Đợi một lát sau hắn mới mở mắt, người không cần ngạc nhiên, chỉ là chút vết thương nhỏ thôi. Có thể còn sống trở về đã là tốt lắm rồi. Nhớ đến tình huống bị người đàn ông cao gầy kia đuổi theo không bỏ, nhớ đến cảnh gã ta chỉ dùng một chiêu đã làm cho hơn 10 tu sĩ kim đan phải bị thương, trong lòng hắn nhiều ít cũng có chút sợ hãi. Hắn biết có người giấu mặt muốn đưa hắn vào chỗ chết, nhưng không nghĩ đến vì muốn đối phó hắn, người kia lại xuất động đối thủ cấp bậc như vậy. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Hắc mẫu đơn hỏi. Nghiêu hữu đạo tạm thời không giải thích, bảo nàng mang nước xúc miệng đến. Sau khi xúc sạch máu tanh trong miệng, hắn đưa tay cởi áo choàng, thuận tay đưa cho hắc mẫu đơn, sau đó bước ra khỏi gian phòng nhỏ, tháo bảo kiếm trên lưng gác lên kệ, lại hỏi lệnh hồ thu đã về hay chưa. Khoác áo choàng của nghiêu hữu đạo lên tường xong, hắc mẫu đơn mới trả lời, ngài vừa đi được một lát thì y trở về. Y đã từng đến tìm ngài, biểu hiện có chút không bình thường, còn dặn sau khi ngài trở về thì đến tìm y, nói là y đang có chuyện tìm ngài nghiêu hữu đạo bước đến cạnh cửa sổ nhìn khung cảnh yên tĩnh bên ngoài chậm rãi nói ta đã từng nói theo lý lệnh hồ thu không đủ để chấn nhiếp thế lực thần bí kia lần này động thủ với ta còn có chuyện điều lệnh hồ thu đi trước đó xem ra việc y đến quận thanh sơn tìm ta và việc bị truy sát trên đường đi này hoàn toàn có vấn đề cho dù lệnh hồ thu không có quan hệ với thế lực thần bí kia nhưng tám chín chục phần trăm y nhất định biết được điều gì đó hắc mẫu đơn đưa tay bắt mạch của hắn Hi pháp kiểm tra thương thế cho hắn, xác nhận không có gì đáng ngại, mới nhẹ nhàng thở ra, hỏi lại, nếu quả thật như vậy, lệnh hồ thu nhất định có mưu đồ với ngài, nhưng y đang toan tính việc gì chứ? chương 385, bài danh 267 bảng đan 2 Như Hiếu đạo thở dài, đúng vậy, đây cũng chính là điều mà ta không nghĩ ra. Y đang toan tính gì với ta chứ? Trên người ta có cái gì đáng cho y mưu đồ? Hắc mẫu đơn đáp, không nói đến vấn đề này nữa. Người ngài đang bẩn, để ta đi chuẩn bị nước nóng để ngài ngâm mình một chút. Ngài hãy nghỉ ngơi cho khỏe, chờ chữa thương xong rồi nói sau. Nghiêu hiểu đạo quay lại hỏi, ngươi không phải muốn nói ngươi sống tốt, tối nay muốn bồi ta ngủ sao? Hắc mẫu đơn liếc mắt nhìn hắn, ta không tin ngươi nghe không ra lời nói tốt xấu, bị thương còn không thành thật. Ta không làm mấy chuyện ôm ấp để người ta xem thường đâu. Nghiêu hiểu đạo nói, có cốt khí. Hắc mẫu đơn xì một tiếng, ta còn không rõ đàn ông các người sao? ngày nào ta cũng lắc lưu bên cạnh ngài, ngài chắc chắn sẽ có lúc huyết khí phương cương không nhịn nổi, ta chờ ngài chủ động đấy. Như hữu đạo cười ha hả, chuyển sang đề tài khác, từ từ hãy tắm, không phải lệnh hồ thu muốn tìm ta sao. Ta muốn xem y định chơi chiêu gì đây, ngươi đi tìm công tôn bố, bảo ông ta đem thủ cấp đến đây. Thủ cấp, hắc mẫu đơn có vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn lĩnh mệnh mà đi. Sau khi lấy thủ cấp xong, hai người bước đến cửa phòng lệnh hồ thu, đưa tay gõ cửa. Hồng tụ mở cửa, nhìn thấy nghiêu hữu đạo nàng ta có chút ngoài ý muốn nhưng vẫn mở rộng cánh cửa đồng thời quay đầu kêu lên tiên sinh đạo ra đến lệnh hồ thu từ giữa phòng bước nhanh đến quan sát nghiêu hữu đạo từ trên xuống dưới huynh trưởng nghe nói huynh có việc tìm đệ nghiêu hữu đạo cười chắp tay lệnh hồ thu vỗ vai nghiêu hữu đạo rồi bảo hắn vào phòng sau khi ngồi xuống y làm ra vẻ tự trách chẳng lẽ đệ không biết cừu gia của đệ rất nhiều sao một mình đệ ra ngoài nguy hiểm lắm có biết không thấy người của đệ có vết bẩn, chuyện gì xảy ra vậy? khiến huynh trưởng lo lắng là đệ không phải. như hữu đạo xin lỗi một câu, chợt thở dài lắc đầu, nhưng quả thật đã bị huynh trưởng nói chúng, đúng là đã xảy ra chút chuyện. biểu hiện của lệnh hồ thu nghiêm lại hỏi chuyện gì xảy ra vậy? như hữu đạo đáp có người giả mạo trưởng quỹ cửa hàng lưu Tiên tông, kỹ thuật dịch dung có thể nói là siêu phàm, đã lừa được cả đệ, dụ đệ ra khỏi vô biên các, sau đó ra tay hạ sát đệ để còn sống trở về gặp huynh trưởng đã là may mắn lắm rồi lệnh hồ thu thầm mắng tiện nhân trong lòng nhưng ngoài mặt lại nghiêm nghị biết rồi còn hỏi để có biết là ai làm không nghiêu hữu đạo đáp việc này rất kỳ lạ đệ không biết hung thủ là ai để cũng đang cảm thấy khó hiểu không biết là ai làm cho nên đệ đến đây là để thỉnh giáo huynh trưởng lệnh hồ thu hỏi chuyện này là thế nào nghiêu hữu đạo quay người lại nói mau mang đến cho huynh trưởng ta xem hắc mẫu đơn cầm bao vải tiến lên sau đó đặt lên bàn mở túi bao vải ra, lộ ra một cái thủ cấp bên trong. Nàng nhìn kỹ, cũng không biết là ai, liền chuyển thủ cấp đến đối mặt với lệnh hồ thu. Đồng thời như hữu đạo cũng chú ý đến phản ứng của lệnh hồ thu. Nhìn thấy gương mặt của thủ cấp, hồng tụ, hồng phất nhìn nhau, ánh mắt có chút giật mình, còn lệnh hồ thu thì nhìn chằm chằm thủ cấp, bờ môi căng cứng. Như hữu đạo nhìn mặt mà nói chuyện, thực lực người này rất mạnh. Trước đó, người lợi hại nhất mà đệ đã từng gặp chính là Bạch Diêu của Thiên Ngọc Môn, nhưng bạch diêu so với người này vẫn còn kém hơn không ít từ lúc đệ rời khỏi nhà tranh đến nay đây là lần đầu tiên gặp được cao thủ lợi hại như vậy chắc chắn người này không phải hạng người vô danh không biết huynh trưởng có biết người này không lệnh hồ thu im lặng cuối cùng chậm rãi gật đầu ta biết người này cũng đã từng gặp gã ta một lần nghiêu hiểu đạo ồ một tiếng hỏi tiếp không biết người này là cao nhân môn phái nào lệnh hồ thu lắc đầu người này tên chắc siêu không môn không phái cũng là tán tu giống bọn ta nhưng không phải tán tu bình thường, 800 kim đan có thể vang danh thiên hạ, những người được lọt vào 300 vị trí đầu của bảng đan, có thể nói đều là các cao thủ nhất lưu thiên hạ. Trác Siêu bài danh thứ 267, thực lực là có thể nghĩ. Trác Siêu, vị trí 267, như Hữu đạo im lặng ghi nhớ, ngoài mặt thì gật đầu, khó trách. Hắc Mẫu đơn nghe xong liền hãi hùng khiếp vía, cao thủ nằm trong 300 vị trí đầu tiên của bảng đan. Tuy nói rất nhiều cao thủ chưa chắc có mặt trên bảng đan, nhưng cao thủ có tên trên bảng đan đều là hàng thật giá thật được trải qua kiểm nghiệm nàng có thể tưởng tượng khi đối đầu với loại nhân vật này khủng bố đến mức nào bây giờ nàng nhiều ít đã có thể cảm nhận được vì sao nghiêu hữu đạo nói còn sống trở về được đã là may mắn lắm rồi lệnh hồ thu kỳ quái nói lão đệ và gã ta có thủ hay sao thực lực của gã đạt đến trình độ như vậy cũng sẽ không vì chút tiền lẻ mà làm việc tại sao gã ta lại ra tay với đệ chứ nghiêu hữu đạo nói đệ nào biết Trước đó đệ và gã ta vốn không quen biết nhau, đây là lần đầu tiên đệ nghe nói về gã ta, làm sao có thể có thù hằn gì chứ? Không đúng, lệnh Hồ Thu lắc đầu, chỉ vào thủ cấp, dựa vào thực lực của Trác Siêu, gã ta muốn ra tay với đệ, để sợ rằng sẽ khó mà tránh thoát được một kiếp, tại sao đệ chẳng những không bị gì, mà còn dễ dàng lấy được thủ cấp của gã ta. Cũng không phải là ta khinh thường lão đệ, mà là một đống lão đệ cộng lại cũng không phải là đối thủ của gã. Nghiêu Hữu đạo cười nói, đúng như lời huynh trưởng đã nói cử nhân của đệ rất nhiều đệ đã dám ra ngoài sao có thể không chuẩn bị trước động thủ với đệ không chỉ có một mình trác siêu mà còn có bốn tu sĩ kim đan cuối cùng không một ai chạy thoát bị chặt đầu toàn bộ hắn không nói đến việc bắt sống được hai người trong phòng yên tĩnh tất cả đều nhìn hắn lệnh hồ thu hỏi một câu bên cạnh lão đệ còn có những người khác như hữu đạo nói trên đường đi còn có người của ba phái âm thầm bảo vệ lệnh hồ thu lắc đầu thứ cho ta nói thẳng Môn phái như Lưu Tiên Tông, cho dù ba phái dốc hết toàn bộ lực lượng cũng khó mà đấu lại Trác Siêu, đừng nói chi đến việc lấy thủ cấp của gã. Người có thực lực giết chết Trác Siêu, cao thủ đỉnh phong của Thiên Ngọc Môn còn có khả năng có mấy người. Nhưng theo lý, cao thủ như vậy chính là lực lượng trấn nhiếp của một môn phái. Muốn bồi dưỡng được một người phải đầu tư rất nhiều tài nguyên, được xem là trụ cột để trèo chống cả một môn phái, cũng là mấu chốt khiến cho các môn phái khác không dám hành động thiếu suy nghĩ, không đứng trước một vấn đề quan trọng, sẽ không tùy ý vận dụng. Thiên Ngọc Môn có thể phái ra loại người như vậy để bảo vệ lão đệ. Huống chi có một số việc không phải chỉ dựa vào chém giết là có thể giải quyết. Nước Tề cũng không phải là nơi mà Thiên Ngọc Môn muốn làm gì thì làm. Phái một hai cao thủ như vậy, chỉ sợ cũng không làm nên được chuyện gì. Để xuất động người nào, đối thủ cũng sẽ xuất động hạng người đó đến đối phó. Thiên Ngọc Môn có thể phái ra nhân thủ như vậy để mạo hiểm sao? Tổn thật một hai cao thủ như vậy, chỉ sợ thiên ngọc môn sẽ đại thương nguyên khí. Nghiêu hiểu đạo từ chối cho ý kiến, chỉ cười mà không nói có hay không có, tùy tiện tìm lý do thoái thác. Sau khi nghiêu hiểu đạo và hắc mẫu đơn rời đi, lệnh hồ thu vẫn ngồi im trong phòng. Xem ra chúng ta đã quá lo lắng rồi, phía sau tên tiểu tử này nhất định có cao thủ nhất lưu bảo vệ. Bởi vậy ta cứ khó hiểu tại sao hắn dám tùy tiện mang theo mấy người ra ngoài chạy loạn như vậy. Lệnh hồ thu dừng bước dưới ngọn nến, thì thầm một mình. Hồng Phất lạnh lùng nói, chẳng lẽ chắc siêu đó là người của Hiểu Nguyệt Các? Hồng Tụ nói, có thể làm ra chuyện này, chỉ sợ chính là bọn họ. Ngay cả Trác siêu cũng dùng đến luôn, xem ra bọn họ nhất định phải lấy được tính mạng của Ngưu Hữu Đạo. Bây giờ thất thủ, xem họ làm sao mà giao nộp. chương 386, lấy đạo của người trả cho người. Lệnh Hồ Thu khẽ thở dài, người bình thường sao có thể vận dụng loại nhân vật như Trác siêu chứ? Nội bộ Tô Chiếu hẳn có bối cảnh quan hệ không nhỏ, ngược lại có thể chống đỡ được sự khiển trách của nội bộ, nếu không, sao nàng ta dám làm như vậy? Chúng ta có thể làm, cũng chỉ có thể báo cáo lại tình hình. Ngày hôm sau, cùng với hộ vệ của ba phái đi cùng, Nghiêu Hữu Đạo một lần nữa đến cửa hàng Lưu Tiên Tông. Đám người phan trưởng quỹ nghe Nghiêu Hữu Đạo đến, liền bước ra chào hỏi. Hai bên đến hậu đường, Nghiêu Hữu Đạo hỏi có khai ra chưa? Phan trưởng quỹ lắc đầu, rất mạnh miệng, nói rằng có khai ra cũng không sống được, vì thế chết sống cũng không chịu mở miệng đi xem một chút đi. Nghiêu hữu đạo khoát tay ra hiệu. Khi mọi người tiến vào bên trong phòng, chỉ thấy phan trưởng quỹ giả bị cột vào một thân cây, bị tra tấn rất nhiều, máu me khắp người. Vốn ông ta đã bị trọng thương, bây giờ đã hoàn toàn suy yếu. Nhìn thấy đám người nghiêu hữu đạo, phan trưởng quỹ cười to lên. Đừng giết chết, cứ chậm rãi thẩm vấn, tra cho đến khi ông ta chịu mở miệng. Nghiêu hữu đạo chỉ nhìn qua một lát, tận mắt xác nhận, sau đó ném lại một câu rồi rời đi sau khi mọi người trở về hậu đường ở cửa hàng như hữu đạo hỏi người bị nhốt ở cửa hàng phù vân tông có khai gì không tu sĩ phù vân tông đi theo đáp chắc là không có nếu có chắc chắn đã thông báo lại rồi nghiêu hữu đạo cau mày bỏ ra cái giá lớn đến như vậy không thể để cho tù nhân bị bắt không khai báo chuyện gì đã xảy ra không nói đến mấy chuyện chết chóc vì chuyện này thôi hắn đã lãng phí ba miếng bùa hộ thân truyền pháp hắn liền mở miệng hỏi ngay cả chuyện này mà ba phái còn làm không xong Ba phái không có ai nữa sao? Hắn nói lời này, chẳng khác nào làm nhục ba phái, sắc mặt của đệ tử ba phái không khỏi có chút khó coi. Phan trưởng quý biểu hiện sự không phục, đạo ra, không thể nói như vậy được, chúng ta đã dùng hết thủ đoạn, đối phương chết cũng không mở miệng, chúng ta có thể làm gì? Cộng thêm ông ta bị thương nặng như vậy, có thể chết bất cứ lúc nào nếu tra tấn quá nặng, chúng ta chỉ có thể chậm rãi thẩm vấn, từ từ nghĩ biện pháp tìm chỗ đột phá. Vừa rồi không phải ngài cũng nói chậm rãi thẩm vấn sao? như hữu đạo nói ý của ngươi là chúng ta nên ở lại đây chờ ngươi tìm rõ đối thủ là ai chúng ta mới xuất phát đến nước tề không dám làm chậm trễ đại sự là chúng ta vô năng phan trưởng quỹ tự diếu một câu sau đó chắp tay nói xin hỏi đạo gia có cao kiến gì để cho bọn họ mở miệng hay không những người khác cũng nhìn về phía Nhiêu hữu đạo đều hiểu dụng ý tự diếu của phan trưởng Quý ám chỉ như hữu đạo chỉ biết ngồi chỉ tay năm ngón sư huynh phan trưởng Quý vội quát lớn một câu sư đệ không được vô lễ dù sao sư môn cũng đã bàn giao phải phối hợp với nghiêu hữu đạo nhưng lời của nghiêu hữu đạo nói hoàn toàn khiến ba phái cảm thấy không thoải mái cái gì là ba phái không còn ai nữa hắc mẫu đơn giận dữ phóng ra từ sau lưng nghiêu hữu đạo muốn lên tiếng trách cứ một câu nhưng nghiêu hữu đạo đã đưa tay cản nàng lại nghiêu hữu đạo lười so đo với đối phương bây giờ không phải là lúc nội chiến mà là lúc phải giải quyết vấn đề tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra hắn hỏi phan trưởng quỹ Người xác nhận người đã dùng hết mọi biện pháp. Phan trưởng quý nói, ít ra trước mắt ta đã sử dụng hết mọi biện pháp. như Hữu đạo nói, được, vậy ta sẽ nói ra một biện pháp, người nãy dùng thử xem. Phan trưởng quý chắp tay lần nữa, ta xin rửa tay lắng nghe. như Hữu đạo khoát tay, ra hiệu ông ta đi theo hắn, đến một gian phòng trống, lúc đó mới quay người nhìn thẳng vào phan trưởng quý, gần từng chữ lấy đạo của người trả cho người. Phan trưởng quý xứng người không hiểu cách vận dụng phương pháp lấy đạo của người trả cho người là như thế nào. ông ta hỏi lại, tại hạ ngu muội, xin đạo gia chỉ rõ. Nghiêu hữu đạo gia hiểu ông ta bước đến gần, sau đó ghé vào lỗ tai ông ta thấp giọng nói mấy câu. phan trưởng quỹ nghe xong, ánh mắt sáng lên, nhưng rồi lại do dự, nếu chẳng may đánh nhau, ta sẽ không cách nào ăn nói với vô biên các mà đánh chẳng ra bộ dạng gì, làm sao khiến người ta tin tưởng. Nghiêu hữu đạo nói, không cần đánh nhau đâu, rồi lại thì thầm bên tai ông ta mấy câu. Ta hiểu rồi, nhưng gấp quá, kỹ thuật dịch dung của chúng ta không thể dĩ giả loạn chân được. Này Phan trưởng quỹ, cách thì ta đã cung cấp cho ngươi rồi. Ngươi sống còn bị nghẹn nước tiểu mà chết mà. Nếu ngươi không làm được dĩ giả loạn chân thì thay đổi cách thức cũng được. Nghe Nghiêu Hữu đạo dặn dò, Phan trưởng quỹ liên tục gật đầu, gương mặt hơi đổ mồ hôi, ta hiểu rồi, ta bắt đầu làm thử một lần xem sao. Nghiêu Hiếu đạo dặn dò, để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, việc này ngươi nên bí mật an bài tạm thời đừng để tin tức lọt ra ngoài. Còn nữa, người hãy liên lạc với cửa hàng Phù Vân Tông, nói cho bọn họ biết cách xử lý, để bọn họ bí mật làm theo. Hai bên ra tay cùng một lúc, hy vọng sẽ có một tên mở miệng. Vâng, đạo gia yên tâm đi, ta sẽ đi sắp xếp. Phan trưởng quỹ chắp tay, thái độ rõ ràng có sự thay đổi, dường như chịu phục không ít. Bên trong phòng giam, phan trưởng quỹ giả bị cột vào thân cây, khóa sắt quấn quanh, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn, không biết đang suy nghĩ chuyện gì hai tên đệ tử Lưu Tiên Tông vẫn luôn canh gác, thỉnh thoảng trò chuyện khuyên nhủ hai ba câu. Khuyên nhủ chính là nhiệm vụ mà bên trên giao xuống cho gã. Cho đến trước mắt, không ai biết tên thật của phan trưởng quỹ này là gì, cũng không có cách nào mang thủ cấp của người cao gầy ra ngoài nghe ngóng được. Ta nói người đấy, cần chi phải cứng đầu như vậy. Trưởng quỹ của chúng ta đã cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi khai ra, chúng ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Đúng đấy, ngươi đừng nghĩ cho mỗi mình ngươi, ngươi có vợ con không? Dù không suy nghĩ cho mình, ngươi cũng nên nghĩ cho người nhà của ngươi một chút, đúng không nào? Cần chi phải chịu tội thay như thế, ngươi chết ở đây, có ai thèm nhớ đến ngươi không? Ngươi bị nhốt ở đây, ngươi cũng biết, trong thiên hạ có mấy ai dám sử dụng vũ lực cứu ngươi ra khỏi vô biên các chứ? Chẳng lẽ ngươi cứ muốn tiếp tục như vậy, mặc kệ hai người này nói cái gì, Phan Trưởng Quý giả cũng không đáp lại, cũng không rên một tiếng nào. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, một người bước ra mở cửa sau đó mỉm cười triệu sư đệ lại đưa thức ăn đến sao triệu sư đệ có diện mạo xấu xí mang hộp cơm bước vào một đệ tử khác cười nói triệu sư đệ có mang đến người ta cũng chưa chắc cảm kích đâu triệu sư đệ nhìn chằm chằm vào phan trưởng quỹ giả đang bị cột không nhanh không chậm nói ông ta không lĩnh tình cũng không sao nhưng người không thể chết trên tay chúng ta được ông ta không ăn thì đút cho ông ta ăn đây là ý của phan sư thúc đệ tử canh gác thở dài biết rồi đặt hộp cơm trước mặt phạm nhân Triệu sư để quay người rời đi. Trước khi bước ra cửa, y quay lại nói một câu, mau đút cho ông ta ăn đi. Được rồi, được rồi, không cần ngươi rông dài nữa. Một đệ tử khua tay nói, Triệu sư để đóng cửa rời đi. Một người ngồi xổm trước mặt hộp cơm, chậm rãi mở hộp cơm ra, ồ một tiếng, cơm này không tệ. Sau đó, y ngẩng đầu nhìn Phan trưởng quý giả, ngươi hãy nhìn đi, chúng ta tốt với ngươi như thế nào. Ăn ngon uống ngon còn chưa tính, chúng ta lại còn phải hầu hạ ngươi nữa đấy. Phan trưởng quỹ giả cục mắt xuống, vẫn không lên tiếng. Trong lúc đệ tử canh gác đang đút cho phạm nhân ăn, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ. Gã đệ tử còn lại bước ra mở cửa, chỉ thấy bên ngoài có người mang cơm đến, liền cười ha hả nói, làm phiền cung sư đệ mang cơm đến cho chúng ta. Cung sư đệ nói, sư huynh, đây là để cho phạm nhân ăn. Các người muốn ăn, đợi lát nữa sẽ có người đến thay ca với các ngươi. mươi 387, xếp hạng của ta tăng lên một bậc một. Phan trưởng quỹ giả đang bị cột vào thân cây đưa mắt nhìn sang. Hai sư huynh đệ trong phòng chố mắt nhìn nhau. Gã đệ tử đang đút cơm cho phạm nhân ăn quay đầu lại nói, cung sư đệ, triệu sư đệ vừa mới đưa cơm đến, người lại đưa thêm tiếp một phần, chuyện gì xảy ra vậy? Sau đó chỉ vào hộp cơm trước mặt, cung sư đệ ngạc nhiên nói, không phải triệu sư huynh bận việc, huynh ấy nhờ ta mang thức ăn đến sao? Hai đệ tử canh gác nhìn nhau, người đi ra mở cửa nói, đây là hộp cơm mà triệu sư đệ vừa mới đưa tới. Công sư đệ gái đầu nói, triệu sư huynh cũng thật là, trở về cũng không nói một tiếng. Được rồi, hai vị sư huynh tiếp tục đi, y lắc đầu một cái, sau đó mang hộp cơm rời đi. Cửa phòng giam đóng lại, một người cầm muỗng, múc một muỗng canh, nói với phan trưởng quỹ giả, dù sao cũng là máu thịt, không phải ngoại lệ. Làm gì cũng phải lo cho mình, ngươi ăn một chút đi, phan trưởng quỹ mím chặt môi, hai mắt nhìn chằm chằm vào hộp cơm trong tay y, ngực có chút phập phồng, Đệ tử bưng cơm xì một tiếng, "Được rồi, ta biết ngươi mạnh miệng." "Sư huynh, mau giúp ta cạy miệng ông ta ra." Một người khác bước đến, đưa tay định làm theo, ai ngờ Phan Trưởng Quý bỗng quay đầu sang một bên, không phối hợp, lại còn lên tiếng, "Thứ này không thể ăn." Sư huynh đến phối hợp không thèm để ý, bóp mặt ông ta quay lại. Phan Trưởng Quý gấp lên, kêu một tiếng "Có độc." Sư đệ bưng cơm thở dài, "Bây giờ ngươi là đại gia, ngay cả ăn cơm cũng phải do chúng ta hầu hạ." nào dám hạ độc hại chết ngươi chứ? Chúng ta còn ước ngươi sống tốt nữa là, ngươi còn sống thì mới đem mọi chuyện nói ra, cho nên ai dám giết chết ngươi chứ? Ngươi yên tâm đi, thức ăn của chúng ta đều đã được kiểm tra. Sư huynh, cái miệng của ông ta ra để đệ đổ vào. Sư huynh dùng tay nặn miệng phan trưởng quý ra. Phan trưởng quý giả kêu ô ô, nói mấy câu không rõ, ta khai, ta khai. Hai sư huynh đệ sững sờ. Sư huynh buông lỏng miệng của ông ta ra, hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? ta không nghe rõ, người lặp lại lần nữa đi. Phan trưởng quỹ giả lắp bắp nói, người không cảm thấy việc vừa rồi có vấn đề sao? Triệu sư đệ của các ngươi không có ở đây, tại sao lại chạy đến đây đưa thức ăn? Sư huynh trợn mắt nói, người muốn đùa ta đúng không? Phan trưởng quỹ giả vội vàng nói, triệu sư đệ đến trước đó là người khác giả mạo, không phải là triệu sư đệ của các ngươi đến đây để giết ta diệt khẩu. Không tin, các ngươi kiểm tra lại hộp cơm này đi. Sư đệ thở dài nói, cho dù ngươi không muốn ăn, cũng đừng nói như thế chứ. Sư đệ của chúng ta, chúng ta còn không biết sao. Sư huynh, đừng nhiều lời với ông ta nữa. Người này nhiều vấn đề lắm, cứ cậy miệng ông ta đổ vào là được. Sư huynh đang định đưa tay, phan trưởng quỹ giả vội la lên, ta có thể giả mạo trưởng quỹ của các ngươi, tất nhiên sẽ có người giả mạo được sư đệ của các ngươi. Khi ta giả mạo trưởng quỹ của các ngươi, có ai phát hiện ra không? Ông ta vừa nói xong, hai sư huynh đệ kia nhìn nhau dò xét. Phan Trường Quý lại nói: Các ngươi kiểm tra lại cơm canh một chút đi. Nếu như không có vấn đề, không cần các ngươi đút, ta tự há mồm ăn ngay. Các ngươi hãy kiểm tra lại một lần đi. Ánh mắt hai sư huynh đệ nhìn chăm chú vào hộp cơm, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, dường như đang trao đổi. Sư huynh lấy một cái bình xứ nhỏ trong ngực ra, mở nắp bình, còn sư đệ thì dơ hộp cơm canh lên, đổ một chút bột màu trắng vào bên trong cơm canh. Sư đệ dùng thìa quấy quấy, cơm canh rất nhanh biến đổi, trở thành màu đen như mực hai sư huynh đệ trợn mắt há mồm, đưa mắt nhìn nhau, biểu hiện chấn kinh. Sư đệ trầm giọng nói, sư huynh, huynh canh chừng ở đây, để ta đi báo phan sư thúc. Y ném hộp cơm canh xuống đất, sau đó chạy nhanh ra ngoài. Sư huynh rút hai thanh nguyệt luân đang cắm ở eo cầm trên tay, bảo vệ phan trưởng quỹ giả đằng sau, cảnh giác nhìn cánh cửa phòng giam. Phan trưởng quỹ giả nhìn hộp cơm canh đen như mực đang vứt trên mặt đất, gương mặt hiện lên sự bi phẫn. Vừa rồi, nếu không phải ông ta phản ứng nhanh, nếu không phải ông ta cái khó ló cái khôn, sợ là đã bị hai thằng ngu kia cưỡng chế nhét thức ăn vào miệng rồi. Tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì đúng là rất khó tưởng tượng. Bên ngoài rất nhanh vang lên tiếng bước chân liên tiếp, đồng thời truyền đến giọng nói của Phan trưởng quỹ, xem người còn ở trong cửa hàng hay không. Mỗi một góc đều không được bỏ qua, phải tra cẩn thận cho ta. Cửa mở, một đám người xông vào, ánh mắt chăm chú nhìn hộp cơm canh đen như mực trên mặt đất. Phan trưởng quỹ bưng hộp cơm đưa lên mũi hít hà sắc mặt của ông ta triệt để trầm xuống, quay người đối mặt với đám người, đưa tay chỉ chỉ, ngươi, 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 bốn người các ngươi ở lại đây canh gác. về sau mỗi lần đưa thức ăn vào đều phải kiểm tra một lần. sau đó ông ta dẫn người ra ngoài, ở bên ngoài còn nghe được giọng nói giận dữ không kiềm chế được của ông ta, bắt đầu từ bây giờ, phàm là đệ tử bản môn, bất kể là ai, bao gồm cả ta, khi ra vào hậu đường tất cả đều phải được kiểm tra nghiêm ngặt. rõ bên ngoài truyền đến một tiếng người đáp lại bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên phan trưởng quỹ giả đang bị cột trên cây ngửa đầu nhắm mắt gương mặt hiện lên sự bi phẫn trạng vạng tối đám người phan trưởng quỹ lại từ phòng giam bước ra trên đường về mấy sư huynh đệ nhìn nhau đều như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra tên phan trưởng quỹ giả mạo kia rốt cuộc đã chịu khai sư huynh bây giờ ta đã hiểu vì sao nghiêu hữu đạo lại đến đây chủ trì đại cục cũng hiểu được vì sao sư môn lại bảo chúng ta phối hợp với nghiêu hữu đạo. Người này đúng là có bản lãnh. Phan trưởng quỹ thành tâm cảm phục một câu. Sư huynh hỏi, đây là biện pháp của hắn. Phan trưởng quý chắp tay bồi tội, cũng không phải là để muốn giấu giếm sư huynh, mà bởi vì trước đó nghiêu hữu đạo đã dặn dò phải giữ bí mật. Sư môn cũng đã nói, chỉ cần hắn không phải làm loạn, tất cả đều nghe theo hắn phân phó. Có thể nói ra lời này nói lên ông ta ngay từ đầu đã công nhận biện pháp của Ngưu Hữu Đạo, cho nên mới giữ kín bí mật. Sư huynh vỗ vai ông ta, nói ta hiểu mà, không cần giải thích. Phan trưởng quỹ lại cảm thán một câu, chuyện mà chúng ta không còn cách nào, hắn lại tiện tay mà làm. Tuổi còn trẻ đã có được thủ đoạn như vậy, khó trách lại có thể dừng chân ở hai quận. Sư huynh gật đầu đồng ý, trên đường đi phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, lại còn phải che giấu hành tung, còn phải tùy thời gấp rút tiếp viện hắn, thật sự dày vò chúng ta quá nhiều. Trên đoạn đường không hề thấy tình huống mà hắn nói xuất hiện, Ban đầu tất cả mọi người đều oán giận, cuối cùng sự thật đã nói rõ điều mà hắn dự đoán là đúng. Một loạt tình huống trước mắt đều đã chứng minh sự thật hắn rất có năng lực, cũng chứng minh một điều có một số tình huống ngoài ý muốn đều nằm trong sự khống chế của hắn. Đây không phải là chuyện xấu mà là chuyện tốt, đồng thời cũng hy vọng hắn có thể tiếp tục giữ vững trạng thái này. Chuyện liên quan đến tiền đồ và vận mệnh của đệ tử trên dưới Lưu Tiên Tông, nếu việc có thể thành, toàn sư đệ cũng không tính là hy sinh vô ích. Trước đó, ở sa mạc một trong hai tu sĩ Kim Đan bị người đàn ông cao gầy giết chết là đệ tử của Lưu Tiên Tông. Phan Trưởng Quý gật đầu, thở ra một hơi, nói: "Sư huynh, chúng ta nên đi gặp hắn thôi. Hắn còn đang chờ tin tức của chúng ta bên này." Hai người bước ra cửa hàng, thẳng đến khách sạn Thiên Hồ. Khi gõ cửa phòng Ngưu Hữu Đạo, hai người phát hiện Ngưu Hữu Đạo và Hắc Mẫu Đơn đều không có ở trong phòng. Đoạn Hồ tiếp đãi hai người, nói Ngưu Hữu Đạo đã bồi lệnh Hồ Thu ra ngoài uống rượu ăn cơm, bảo bọn họ chờ một lát tả trưởng quỹ của Phù Vân Tông đã đến trước đó, cũng đang chờ trong phòng. Hai bên mỉm cười nhìn nhau, có một số chuyện mọi người đều biết ở trong lòng, có thể gặp nhau ở đây, hiển nhiên bên phía Phù Vân Tông cũng đã có kết quả. chương 388, xếp hạng của ta tăng lên một bậc hai. Đoạn hổ mời hai bên dùng trà, cứ như vậy, chờ hơn nửa canh giờ, như hữu đạo và hắc mẫu đơn mới trở về. Đạo ra, mọi người cùng nhau đứng lên, khách sáo chào nhau một tiếng, biểu hiện tôn kính không ít. Có nhiều chuyện, sự thật chứng minh hết thảy, có thể xuất ra bản lĩnh thật sự, tất nhiên có thể nhận lấy sự tôn kính. Hắc mẫu đơn lấy một cái ghế dựa đặt đằng sau Nghiêu Hữu Đạo. Nghiêu Hữu Đạo đưa tay mời mọi người ngồi xuống, hắn cũng tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế của mình, quen với sự hầu hạ của Hắc mẫu đơn. Có kết quả rồi chứ? Nghiêu Hữu Đạo hỏi một câu, có phan trưởng quỹ và tả trưởng quỹ đều đồng loạt lên tiếng. Hai người sướng sờ nhìn nhau, sau đó đưa tay ra, người trước, người trước. Không vội, từng người nói là được. Nghiêu hữu đạo chỉ vào phan trưởng Quý, người nói trước đi, người giả mạo ngươi nói gì. Thế là hai người lần lượt đem tình huống nói ra một lần. Tên của phan trưởng quỹ giả mạo là Diệp Tam Lang, còn người rơi vào tay Phù Vân Tông thẩm vấn tên là Đan Thường Thành, còn có hai người đã chết, bốn người đều là thủ hạ của Trác Siêu. Bọn họ trên danh nghĩa đều là tán tu, là người của tổ chức sát thủ hiểu nguyệt các tiếng tăm lừng lẫy trong giới tu hành. Hai người cũng không biết tại sao lại phải giết Nghiêu hữu đạo. Tất cả đều nghe theo lệnh của Trác Siêu, còn nhận mệnh của ai, dựa theo quy củ của tổ chức, Trác Siêu không thể nói cho bọn họ nghe. Bọn họ cũng sẽ không đi nghe ngóng, thành ra bọn họ đều không biết rõ. Về phần bên trong Hiểu Nguyệt các có bao nhiêu người, nội tình ra sao, bọn họ hoàn toàn không biết. Nội bộ tổ chức cũng sẽ không để cho bọn họ biết điều này. Trước mắt, bọn họ chỉ biết thủ hạ của Trác Siêu có 6 người, bao gồm Trác Siêu nữa là 7, hiện tại bị bắt là 5 người. Bình thường bọn họ cũng không biết đối phương ẩn thân ở đâu, ngay cả những người khác tên gì cũng không biết, hàng ngày đều dùng danh hiệu để xưng hô, ngay cả chắc siêu chịu trách nhiệm làm đầu mối liên hệ cũng ít thấy mặt, chỉ khi nào có nhiệm vụ mới mới có thể nhìn thấy. Khi nhiệm vụ kết thúc, ai nấy đều lặng lẽ rời đi. Lần này cũng là chắc siêu triệu tập, bọn họ mới tập trung lại với nhau. Sau khi trải qua hành động lần này, tình huống cơ bản mà hai người kia cung khai cũng chỉ có nhiêu đây. Lời khai của hai người có thể nói là trùng khớp với nhau nghe hai người nói xong nghiêu hiếu đạo im lặng hồi lâu sau đó nói nói cách khác hai người này hoàn toàn không hiểu biết nhiều về tình huống trong hiểu nguyệt các thậm chí có thể nói là cái gì cũng không biết phan trưởng quỹ nói đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý các thế lực của hiểu nguyệt các trải rộng các nước nhân thủ để làm những chuyện không thể để lộ ra ngoài ánh sáng nhất định không ít nếu làm không tốt rất dễ dàng để lộ bí mật nếu ai cũng có thể nắm được nội tình của hiểu nguyệt các như lòng bàn tay, tổ chức sát thủ này cũng không cách nào thần bí như vậy được. Nghiêu hiểu đạo gật đầu, lại hỏi, bảy người, nhưng chỉ có năm người bị bắt, còn lại hai người làm gì, bọn họ đều không biết sao. Tả trưởng quỹ nói, bọn họ nói tất cả đều có sự phân công. Dựa theo quy củ của tổ chức, ai nấy đều hoàn thành nhiệm vụ của riêng mình, không cho phép nghe ngóng nhiệm vụ lẫn nhau, thậm chí còn không biết hai người đó có đến vô biên các hay không. Phan trưởng quý cũng gật đầu, biểu hiện chuyện chính là như vậy. Nghiêu hữu đạo im lặng, hắn vốn muốn hỏi nhiệm vụ này có liên quan đến lệnh hồ thu hay không, ví dụ như trước đó tại sao lệnh hồ thu lại bị điều đi. Bây giờ xem ra, đáp án này không cách nào nghiệm chứng được. Hiện tại nghĩ lại, chắc siêu chết không khỏi có chút đáng tiếc. Chắc siêu là đầu lĩnh của những người này, tình huống biết được chắc chắn còn nhiều hơn. Hắn rất muốn biết trong tin tức tình báo Trần Quy Thạc truyền về, biểu tỷ tên Thiệu Liễu Nhi, hay chiếu tỷ mà Thiệu Bình Ba hay gọi rốt cuộc là ai? Trên thực tế, cho dù không có tin tức tình báo mà Trần Quy Thạc truyền về, hắn cũng đã âm thầm để Thương Triều tông phái người đi điều tra quan hệ thân thích của Thiệu Bình Ba. Sau khi nhận được tin tức tình báo của Trần Quy Thạc, hắn lại càng muốn điều tra hơn, nhưng cũng không tra ra được tình huống hữu dụng nào. Tình huống điều tra ra được cũng không khác biệt gì so với Thương Triều tông, Lam Nhược Đình đã biết. Thiệu Đăng Vân trước kia là tướng lĩnh dưới trướng của Ninh Vương Thương Kiến Bá. Thương Kiến Bá không có khả năng không nắm giữ tình huống gia đình các tướng lĩnh quan trọng dưới trướng của mình. Anh chị em ruột thịt của Thiệu Đăng Vân đã sớm chết trong chiến loạn. Vợ cả của Thiệu Đăng Vân dường như có một người chị, nghe nói cũng đã sớm qua đời, hoàn toàn không nghe nói có quan hệ họ hàng gì với Thiệu Bình Ba. Theo tình huống đã biết, nếu như có thì cũng là thuộc về phía Nguyễn Thị. Nhưng toàn bộ gia tộc của Nguyễn Thị đã bị diệt tộc. Mẹ con Nguyễn Thị lại vừa chết, gia tộc Nguyễn Thị có thể nói là chết không còn một mống. Theo lý cho dù bên phía Nguyễn Thị vẫn còn người, cũng không có khả năng giúp Thiệu Bình Ba. Nếu Nguyễn Thị có quan hệ lợi hại như vậy, tại sao Thiệu Bình Ba lại dám có hành động thiếu suy nghĩ với Nguyễn Thị chứ? Bởi vì chiến loạn, rất nhiều manh mối đều bị mất, muốn dựa vào nó để điều tra, cơ hội cực kỳ nhỏ bé. Nhưng hắn cũng không còn cách nào, thực lực của Trác Siêu thật sự khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Nếu không nắm bắt ngay cơ hội ra tay, ai cũng không dám cam đoan tình huống gì sẽ xảy ra. Im lặng một hồi, hắn nói: như vậy đi, các người trở về, chậm rãi thẩm vấn tiếp. Không nhất định là chuyện lần này, cứ hỏi trước kia bọn họ đã từng chấp hành nhiệm vụ gì, có phát hiện chuyện gì đáng ngờ hay không, tất cả hãy hỏi bọn họ. Hiểu biết thêm về tình huống cũng không có gì xấu. Vâng, cả hai bên đều lên tiếng đồng ý. Mọi người rời đi, trong phòng không còn người ngoài, như hiếu đạo ngồi im, cau mày, thỉnh thoảng thì thầm một câu, hiểu nguyệt các, hiểu nguyệt các. Hắn đã từng nghe nói về hiểu nguyệt các, cũng đã từng đọc ghi chép của tổ chức này ở Thượng Thanh Tông. Hắn thậm chí có chút ngoài nghi mình đã từng đụng độ người của Hiểu Nguyệt Các ở núi Độ Vân. Nhưng hắn thật sự không nghĩ đến, tổ chức thần bí như vậy lại ra mặt vì Thiệu Bình Ba. Nhưng như vậy cũng đã ấn chứng suy đoán của hắn lúc trước, chính là có một tổ chức thần bí giúp Thiệu Bình Ba, nhưng không công khai ra mặt vì Thiệu Bình Ba. Cho nên, hắn mới cảm thấy có chuyện gì đó kỳ lạ. Bây giờ hắn dường như đã tìm được đáp án. Đặc điểm của tổ chức hiểu nguyệt các chính là không dễ dàng lộ ra ngoài ánh sáng. Hắn có thể tưởng tượng, chỉ dựa vào biểu tỷ mà Tống Thư và Trần Quy Thạc đã từng gặp qua, theo phong cách làm việc của hiểu nguyệt các, nhất định sẽ giết hai người diệt khẩu. Bây giờ hai người này vẫn chưa bị đụng đến, là bởi vì hai người này vẫn còn được hiệu bình ba tin tưởng. Một khi hai người này có điều gì bất thường, kết quả chỉ có con đường chết. Đụng tới sự tồn tại này, hắn có chút đau đầu, bởi vì hắn biết, tổ chức có kết cấu như vậy khác với các môn phái khác người trong môn phái đó mà khóa chặt một ai thì người đó sẽ không chạy thoát. Nếu người bắt được bất kỳ ai của tổ chức sát thủ này, bọn chúng cũng chỉ tổn thất một chút nhỏ, rất khó liên lụy hay đả kích đến toàn bộ. Nếu không cần thiết, hắn không muốn là địch với thế lực to lớn trong bóng tối như thế. Hắc mẫu đơn ở bên cạnh cũng lo lắng, đạo ra, hiểu nguyệt các rất đáng sợ. Lúc này trêu chọc bọn họ, chúng ta sợ là sẽ có phiền phức lớn. Nhiều hữu đạo dừng bước bên cạnh nàng, đứng quay lưng về phía nàng, Nói, người suy nghĩ nhiều quá rồi. Ta ngược lại không cho rằng Hiểu Nguyệt Các muốn đối phó ta. Nếu Hiểu Nguyệt Các thật sự muốn xuất thủ, chúng ta cũng sẽ không đến được chỗ này. Lệnh Hồ Thu cũng chẳng bảo vệ được ta, Thiệu Bình Ba không thể hiệu lệnh cho toàn bộ Hiểu Nguyệt Các được. Nếu không, chỉ bằng suy nghĩ muốn giết ta của Thiệu Bình Ba, ta đã sớm chạy trối chết rồi, nào có chuyện an tâm tu luyện ở hai quận chứ. Chương 389, nghi ngờ xếp hạng. Vậy chuyện của người Hiểu Nguyệt Các là chuyện gì? hắc mẫu đơn nghi hoặc nghiêu hữu đạo cũng không trả lời sự việc khó bề phân biệt khiến người ta không thể nhìn ra hắn cũng không có cách nào giải thích nhìn qua thì không giống hiểu nguyệt các muốn ra tay đối phó hắn cũng có khi nguyên nhân chỉ nằm ở vị biểu tỷ kia nhưng hắn khó mà tưởng tượng được hiểu nguyệt các lại không biết chuyện của vị biểu tỷ đó làm nếu như không biết tổ chức sát thủ này không khỏi quá thất bại đi theo lý chỉ cần không đắc tội cao tầng hoặc uy hiếp hay xâm phạm đến lợi ích của tổ chức tổ chức sát thủ này sẽ không tồn tại hận thù riêng tư. Nói cho cùng, vẫn là hắn hiểu biết quá ít về tổ chức sát thủ này. Chân tướng của sự việc có lẽ chỉ nằm ở chỗ thiệu bình ba và vị biểu tỷ của hiểu nguyệt các kia. Nhưng có một điều mà hắn biết, nếu hiểu nguyệt các thật sự muốn đối phó hắn, hắn có muốn tránh cũng tránh không được. Nghĩ thông suốt điều này, nhiều hiểu đạo cười lạnh, nếu muốn đến thì cứ đến, ta tiếp hết là được. Quận thành ngoại thành quận Thanh Sơn đã oanh oanh liệt liệt được xây thêm. Quận thủ phủ, Bên ngoài anh Vũ đường, một thân vệ kêu lên, vương ra. Thương Triều Tông và Lam Nhược Đình đang đứng trước một tấm bản đồ thương lượng chuyện gì đó, nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Bạch Diêu đang đứng ở cửa ra vào. Anh Vũ đường là nơi để mưu đồ chuyện quân cơ quan trọng, không cho phép bất cứ người nào được tự tiện xông vào. Nhìn tình huống này, thân vệ hiển nhiên không thể ngăn cản được Bạch Diêu. Thương Triều Tông vẫy tay ra hiệu thân vệ lui xuống. Bạch Diêu bước đến, Thương Triều Tông và Lam Nhược Đình cũng bước nhanh về phía trước, chắp tay hỏi, Pháp Sư có việc gì sao? Mặt Bạch Diêu không chút thay đổi, nói, bảng xếp hạng bảng đan có biến đổi. Hai người thương, Lam nhìn nhau, có chút nghe không hiểu. Bảng đan có thay đổi hay không thì liên quan gì đến bọn họ? Y xông vào trọng địa quân cơ chỉ để nói chuyện này. Lam Nhược Đình hỏi, chắc là xếp hạng của Pháp Sư có sự thay đổi. Bạch Diêu lạnh nhạt nói, đúng là có sự thay đổi. Xếp hạng của ta đã được tăng lên một bậc, chỉ vì điều này mà xông vào anh Vũ Đường hai người thương, làm đều im lặng, cảm thấy người này không đến mức nông cạn như vậy, nhưng hai người vẫn chắp tay cười nói, chúc mừng, chúc mừng. Bạch Siêu nói, không có gì đáng vui mừng cả, ta cái gì cũng không làm, vị trí xếp hạng liền tăng lên một bậc. Hai người thương, làm rốt cuộc không hiểu người này muốn nói điều gì. Có một số người không thích nói chuyện nhiều, chỉ ngẫu nhiên nói vài lời, lợi ít mà ý nhiều thì có thể hiểu, nhưng nói ra mà không hiểu thì là không ổn rồi. Hai người đều trông mong nhìn y, chờ y nói tiếp. Bạch Siêu bổ sung một câu, chẳng những điều ta nói là đúng, bảng xếp hạng từ vị trí 267 trở xuống, toàn bộ đều tăng thêm một hạng, còn có một người được bổ sung vào trong bảng. Lam Nhược Đình nghi ngờ hỏi, thế có liên quan gì đến chúng ta? Bạch Siêu nói, người xếp hạng 267 tên Trác Siêu đã bị người ta giết, bị Nhiêu Hữu Đạo giết. Hít, thương, Lam hít sâu một hơi, mặc dù hai người không phải người trong giới tu hành, nhưng nhiều ít cũng chú ý đến bảng đan, Ai mà không muốn mời người có tên trên bảng đan về cho mình dùng chứ. Cho nên, hai người rất rõ ràng người có thể xếp ở vị trí hơn 200 đó có ý nghĩa gì. Đó chính là một cao thủ nhất lưu, trong khi Bạch Diêu còn đang xếp ở vị trí khoảng 600. Thương Triều Tông có chút không dám tin, hỏi, đạo gia có thể giết chết vị cao thủ xếp ở vị trí hơn 200 trên bảng đan sao? Điều này dường như không có khả năng. Bạch Diêu nói, trong tình huống bình thường mà nói, hoàn toàn không có khả năng nhưng tu sĩ có lợi hại đến cỡ nào cũng không ngăn được âm mưu quỷ kế. Như hữu đạo dường như lại khá am hiểu chuyện này. Hai người thương, Lam nhìn nhau, hai người hoàn toàn không phủ nhận điều này. Nói dễ nghe một chút, đạo gia đích thật là thủ đoạn cao minh. Nói khó nghe, còn không phải là âm mưu quỷ kế sao? Thấy y xông vào anh vỗ đường chỉ để nói chuyện này, thương Triều Tông liền hỏi, việc này ảnh hưởng rất lớn sao? Bạch siêu đáp, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ không lớn bởi vì người chết trên bảng đan rất bình thường, bị xóa tên ra khỏi bảng cũng chẳng có gì lạ. Không nhỏ là vì chắc siêu chết một cách không bình thường. Trong tình huống bình thường, ai đánh bại ai, người đó sẽ bổ khuyết vào vị trí bị trống. Nhưng có thể vì tu vi, như hiểu đạo vẫn chưa có tư cách tiến vào bảng đan, bởi vậy vị trí của một đám người phía sau được đẩy lên một bậc. Hai người thương, làm đổ mồ hôi hột, nói như vậy, có vẻ ảnh hưởng đến không ít người. Bảng đan vì đạo gia mà thay đổi vị trí xếp hạng của hơn 500 cao thủ. Mấy người này nên nói lời cảm ơn đạo gia hay như thế nào đây? Chỉ một chút mà ảnh hưởng mấy trăm cao thủ trên bảng đan, việc này. Lam Nhược Đình hỏi, chuyện này trước kia đã từng phát sinh chưa? Bạch Siêu đáp, từng có một lần, nhưng lần này thì không giống. Bảng đan được sáng lập, thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Lần trước là vì có người hết tuổi thọ mà về cõi tiên thôi. Quan trọng hơn, Nghiêu Hữu Đạo không phải hạng người vô danh. Việc giết Yến Sử đã giúp cho hắn dương danh thiên hạ. Lúc này, hắn lại càng dương danh thiên hạ. Thương Triều Tông vì Nghiêu Hữu Đạo mà đổ mồ hôi lạnh, cũng có chút vì hắn mà trột dạ, liền hỏi lại việc này có phải sai lầm hay không. Bạch Siêu nói, bảng xếp hạng trên bảng đan chưa chắc là chính xác, bởi vì rất nhiều người cũng chưa từng giao thủ với nhau. Nhưng băng tuyết các đối với việc điều chỉnh danh sách xếp hạng chưa từng xảy ra sai lầm, tất nhiên là phải xác minh độ chính xác thì mới dám công bố với tu sĩ trong thiên hạ, cũng sẽ không mạo muội điểm tên như hữu đạo là người đã giết chắc siêu. Độ tin cậy của băng tuyết khác là vẫn phải có, nhìn biểu hiện của hai người thương, Lam, nói như vậy, đích thật đạo gia đã làm chuyện tốt. Lam Nhược Đình hỏi, Pháp Sư đến đây nói chuyện này là có ý gì? Bạch Siêu nói, mua chiến mã không phải là việc nhỏ, tại sao Nhiêu Hữu Đạo lại có tâm tư làm ra động tĩnh lớn như thế? Việc này kinh động đến Sư Môn, nên lệnh cho ta đến hỏi cho rõ, muốn biết suốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhìn biểu hiện của vương gia và Lam tiên sinh, dường như còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Sư môn đang chờ câu trả lời của ta, làm phiền hai người có thể hỏi ba phải một chút hay không? Bọn họ phái người xuất phát cùng với nhiều hữu đạo, nhiều ít chắc phải biết được nội tình. Chuyện lớn như vậy xảy ra, hai người cũng muốn biết rốt cuộc là chuyện gì, tất nhiên là phải đồng ý. Chuẩn bị một chút, hai người dẫn Bạch Siêu rời khỏi quận thủ phủ, một đám người dưới sự hộ vệ vội vàng ra khỏi thành, thẳng đến ngọn núi ngoài thành. Người trong núi tất nhiên phải ra đón, vừa lúc Thương Thục Thanh đang ở gần, cũng đến tham gia, có chút kinh ngạc hỏi: "Ca, có việc gì sao?" Đám người Thương Triều Tông rất ít khi đến bên này, chuyện bên kia đã rất bận rộn, vì thế nơi này không cần y phải quan tâm. Tiếp theo, nơi này là địa bàn của Ngưu Hữu Đạo, căn cứ của tu sĩ, cũng không cần y can thiệp vào. Cho nên nàng biết anh trai bình thường sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến chỗ này mà đã đến tất nhiên là có việc đạo gia đã làm ra một số việc thương triều tông đem tình huống đại khái nói cho nàng nghe thương thục thanh càng nghe càng mờ mịt ngay cả thương triều tông cũng không biết chuyện gì xảy ra nàng tất nhiên lại càng không biết ba vị trưởng môn của ba phái là phí trường lưu hạ hoa và trịnh cửu đến vốn muốn mời thương triều tông vào trong núi ngồi nhưng việc đến tông môn của các phái xác thực không tiện đi bộ thương triều tông biểu hiện chỉ cần ngồi trong đình là được rất nhanh trở lại chuyện chính, Thương Triều tông thuật lại những gì mà Bạch Diêu đã nói, cuối cùng hỏi một câu, ba vị trưởng môn, các vị có biết chuyện gì đã xảy ra không? Chương 390, lo lắng, ba người có vẻ im lặng, bọn họ tất nhiên cũng chú ý đến sự thay đổi trên bảng đan. Nhân thủ mà ba phái sắp xếp ở Trích Tinh Thành cũng không phải để trưng cho đẹp, nguyên nhân trong đó bọn họ cũng rõ ràng nhất. Bọn họ cũng đang cảm thấy khó hiểu vì việc này, việc vốn được giữ bí mật tại sao băng tuyết các lại biết được tin tức nhanh như vậy rồi làm ra sự điều chỉnh trên bảng đan. Nhất là họ dựa vào lý do nào để chỉ chính xác nghiêu hữu đạo giết chắc siêu. Hiện tại, ba phái có chút hoài nghi, không biết nội bộ của ba phái có nội gián của băng tuyết các hay không. Hay là ở khâu nào đã xảy ra vấn đề, nhưng đây cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, bọn họ làm sao dám điều tra. Người điều tra tai mắt của băng tuyết các là có ý gì? Mặc dù băng tuyết các có tồn tại một quy củ, sẽ không dễ dàng nhúng tay vào một số chuyện, để mọi người yên tâm, nhưng cũng không đại diện là vĩnh viễn sẽ không nhúng tay. Nghĩ đến trong nội bộ của mình khả năng có tai mắt của người khác, ai mà cảm thấy dễ chịu chứ. Nhưng vẫn không thể làm gì được, trước kia nghiêu hữu đạo xuất phát đã có dự đoán, liền bí mật an bài ba phái bố trí một số nhân thủ, kết quả quả nhiên có người ra tay ở vô biên các. Hạ hoa đem tình huống thuật lại, cho đến bây giờ, những nhân thủ bí mật đi theo nghiêu hữu đạo đã công khai ra ngoài, cũng không cần giấu nữa nhưng liên quan đến hiểu nguyệt các và hai người bị bắt nghiêu hữu đạo đã yêu cầu giữ bí mật bởi vì nghiêu hữu đạo không muốn hiểu nguyệt các biết có người đang rơi vào tay hắn chuyện đã xảy ra khiến mọi người nghe đến hãi hùng khiếp vía ngay cả bạch diêu dự thính cũng nghiêm mặt lại lại có người dám giả mạo trưởng quỹ cửa hàng lưu tiên tông hạ sát nghiêu hữu đạo thậm chí còn phái cao thủ như trác siêu ra tay với hắn quả thật muốn đưa nghiêu hữu đạo vào chỗ chết mà hạ hoa chỉ nói đại khái trong lời nói vẫn còn che giấu nhiều chuyện lam nhược đình liền hỏi điểm quan trọng trác siêu là bị liên thủ giết chết hay là bị đạo gia giết chết hạ hoa cười khổ nói ở biển cát đại mạc một trận kịch chiến đã diễn ra trác siêu đuổi theo nghiêu hữu đạo không bỏ một lòng muốn giết chết nghiêu hữu đạo căn bản không quản người của ba phái chúng ta mà người của ba phái thì đối phó với thủ hạ của ông ta đợi đến khi người của ba phái giải quyết xong thủ hạ của trác siêu trận chiến giữa ông ta và nghiêu hữu đạo đã đến hồi kết mặc dù trác siêu đã bị trọng thương nhưng đệ tử ba phái của chúng ta vẫn không có biện pháp đến gần ông ta. ông ta chỉ đánh một kích khiến cho mười cao thủ kim đan của chúng ta liên thủ với nhau bị thương, thậm chí còn có hai đệ tử chết thảm dưới kiếm của ông ta. trong thời khắc quan trọng, nhưu hữu đạo đã quả quyết đánh ra một kích, một kiếm giết chết trác siêu. trác siêu quỳ dưới chân nhưu hữu đạo mà mất mạng, bị nhưu hữu đạo chặt lấy thủ cấp. trịnh cửu tiêu gật đầu nói, từ đầu đến cuối đệ tử ba phái chưa hề chính diện đối kháng với trác siêu càng không cần phải nói đến việc giết chết ông ta. Đánh chắc siêu bị thương là nghiêu hữu đạo, cuối cùng đâm ông ta một kiếm mất mạng cũng là nghiêu hữu đạo. Việc giết chắc siêu chẳng có liên quan gì đến ba phái, chuyện gì cũng là nghiêu hữu đạo làm. Tình huống đại khái chính là như vậy, mặc dù chỉ thuật lại một cách giản lược, nhưng mọi người có mặt đều im lặng. Chắc siêu bị trọng thương nhưng vẫn có thể dùng một kích đả thương cao thủ ba phái. Thực lực của ông ta khủng bố đến mức nào là có thể nghĩ mặc dù hiện trường không thảm khốc như bọn họ đã nghĩ nhưng trong đầu bọn họ lại nghĩ đến một hình ảnh thảm khốc vô cùng trong sa mạc mênh mông đã diễn ra một cuộc huyết chiến truy sát ngưu hữu đạo bị một cao thủ như trác siêu đuổi theo giết chết bạch siêu lên tiếng phá vỡ sự im lặng dựa vào thực lực của ngưu hữu đạo làm sao có thể đánh trác siêu trọng thương lại còn có khả năng giết chết trác siêu chứ ta không tin các ngươi có phải đã che giấu tình huống như thế nào rồi phải không thật sự là y không tin nghiêu hữu đạo đơn đấu với chắc siêu lại có thể giết chết được ông ta. Quả thật là đang nói đùa mà, ngay cả bản thân y đối đấu với chắc siêu, chỉ sợ cũng phải chạy chối chết, nghiêu hữu đạo làm sao có thể. Phí trường lưu nói, nói thật, chúng ta cũng không tin, cũng hoài nghi bên trong có nội tình gì đó. Tình huống lúc đó, chắc siêu truy sát nghiêu hữu đạo, hai người đánh nhau từ trên mặt đất xuống dưới lòng đất của sa mạc, còn cụ thể như thế nào thì chúng ta không biết, chỉ biết khi hai người đó chui ra từ dưới đất. Trác Siêu đã bị trọng thương. Nưu Hữu Đạo không nói cho chúng ta biết nội tình bên trong, vì thế chúng ta cũng không biết rõ ràng. Nhưng Nưu Hữu Đạo cũng đã bị Trác Siêu đánh bị thương. Đạo gia không sao chứ? Vừa nghe nói Nưu Hữu Đạo bị Trác Siêu đả thương, Thương Triều Tông, Lam Nhược Đình và Thương Thục Thanh đều đồng loạt lên tiếng hỏi. Trong suy nghĩ của bọn họ, bị cao thủ như Trác Siêu đả thương như vậy, không biết kết quả sẽ như thế nào. Phí Trường Lưu lắc đầu nói, chỉ bị chút vết thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Bây giờ Ngưu Hữu Đạo đã rời khỏi Vô Biên Các, tính toán thời gian, sợ là đã tiến vào cảnh nội nước tề. Thương Thục Thanh nói: "Các ngươi không phái người đi bảo vệ đạo gia sao? Vì sao không ngăn cản Trác Siêu mà bỏ mặc đạo gia huyết chiến với cao thủ như Trác Siêu vậy?" Nàng chỉ thiếu điều không nói ra các ngươi không làm tròn trách nhiệm của mình. Nghe thuật lại tình huống truy sát, có thể tưởng tượng được tình huống lúc đó của Ngưu Hữu Đạo nguy hiểm đến cỡ nào. Sống mũi của nàng có chút cay cay, nghe Ngưu Hữu Đạo bị đánh bị thương nàng thiếu chút nữa đã khóc lên nhưng vẫn cố nén khiến hốc mặt đều đỏ người ta vốn không muốn liên quan đến anh em nàng là nàng đã kéo người ta vào trận chiến này trước kia thì không nói nhưng lần này hắn vì anh em nàng mà rời núi vừa rời núi đã gặp nguy hiểm bị một cao thủ đáng sợ như vậy truy kích còn chưa đến nước tề đã gặp phải nguy hiểm như vậy về sau sẽ còn nguy hiểm không cách nào tưởng tượng được hắn là vì anh em nàng mà liều mạng thiên ngọc môn là thế lực lớn nhất để anh em nàng dựa vào nhưng với thực lực như Thiên Ngọc Môn mà còn không giải quyết được, dựa vào cái gì lại bắt Ngưu Hữu Đạo có thực lực kém hơn Thiên Ngọc Môn ra ngoài liều mạng như thế? Ngưu Hữu Đạo thế lực đơn bạc, bọn họ muốn Ngưu Hữu Đạo chịu chết sao? Dựa vào cái gì để cho Ngưu Hữu Đạo có thực lực yếu ớt đi gánh vác gánh nặng cho bọn họ? Ngay cả bản thân Thiên Ngọc Môn cũng không có ý định mở miệng. Nội tâm nàng cảm thấy áy náy, tự trách, thật sự rất khó chịu. Thương Triều Tông và Lam Nhược Đình cúi đầu không nói, thần sắc ngưng trọng. Lần này như hữu đạo rời núi, không thể nói không có liên quan gì đến bọn họ, là hai người bọn họ đã tỉ tê trước mặt như hữu đạo. Hai người cũng sớm biết sẽ có khả năng gặp nguy hiểm, nhưng không nghĩ đến nguy hiểm lại như vậy, người còn chưa đến nước tề đã bị cao thủ truy sát. Hai người cảm thấy ái náy thì không nói, quan trọng hơn bọn họ lo lắng không biết chuyến đi này của Ngưu Hữu Đạo có thành công hay không. Phí trường lưu giải thích, quận chúa, tất cả kế hoạch đều do Ngưu Hữu Đạo tự mình bố trí, đệ tử ba phái cũng nghe theo hắn điều khiển mà hắn đã bố trí, đệ tử ba phái có muốn ngăn cũng không có cơ hội. Về sau, hắn lại chui xuống đất chiến đấu với Trác siêu, đệ tử ba phái có muốn giúp hắn một tay cũng không được. Bởi vì chúng tôi không có năng lực độn địa như hai người bọn họ. Đợi cả hai từ dưới đất chui lên, đệ tử ba phái lập tức ra tay ngay. Hai đệ tử kim đan vì thế mà mất mạng, sao có thể nói là bỏ mặc không quan tâm. Quận chúa, Lam Nhược Đình lên tiếng nhắc nhở một câu, ngăn không cho thương thục thanh nói thêm gì nữa. Bởi vì sự việc đã phát sinh, có dây dưa cũng không có ý nghĩa. Cứ chỉ trích ba phái mãi cũng không thích hợp, ba phái vì chuyện chiến mã ở nước tề mà tổn thất cũng không nhỏ. chương 391, Chiếu Tỷ Chủ Quan, Bạch Siêu lại lên tiếng, phí trưởng môn, người nói nhiều hữu đạo và chắc siêu đều có bản lĩnh độn thổ. Phí trường lưu im lặng một lát rồi nhẹ nhàng gật đầu, như hữu đạo chạy xuống đất trước, chắc siêu truy sát đằng sau. Dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, đường sông khô cạn, một đám người giống như những con kiến đang bận rộn bên cạnh dòng sông giữa hai ngọn núi người đào đất người đem đi đổ đứng trên bờ là một đám người có hai tên quan lại địa phương đang cầm tấm bản đồ giải thích và so sánh địa hình trước mặt cho thiệu bình ba nghe một người đàn ông vác một thúng bùn đất chậm rãi đi lên bờ bàn chân đột nhiên trượt ngã ngã sắp xuống bờ sông cái thúng rơi xuống một người làm cùng vội vàng buông gánh của mình đến hỗ trợ động kính này khiến cho thiệu bình ba đang chăm chú nhìn tấm bản đồ phải ngẩng đầu nhìn rồi lại nhìn cái dù che nắng trên đỉnh đầu, bỗng nhiên hất tay một cái, hất cái dù mà viên quan lại đang dùng để che nắng rơi xuống đất, lạnh lùng nói, bách tính phải khổ cực dưới nắng mặt trời, người còn đứng ở đây giả vờ giả việt che dù, người có ý đồ gì vậy? Muốn bách tính nhìn ta như thế nào? Viên quan lại che dù bị dọa, vội vàng quỳ xuống đất, cuống quyết dập đầu, đại công tử, là tiểu nhân hồ đồ, là tiểu nhân hồ đồ. Thiệu bình ba quay đầu lại nhìn người đàn ông khuân vác đang bị ngã, lạnh lùng hỏi vì sao ông ta lại bị ngã một quan lại bên cạnh đáp nhỏ chắc là lớn tuổi đi đứng không thuận tiện ánh mắt thiệu bình ba lạnh lẽo nhìn gã ta chằm chằm người khẳng định không cắt xén khẩu phần lương thực khiến nhân công ăn không đủ no nên mới không có sức chứ gã quan lại kia vội giải thích tuyệt đối không có việc này đại công tử đã có nghiêm lệnh cho dù ti chức có một vạn lá gan cũng không dám lơ là kiểm tra thiệu bình ba nói ta lặp lại lần nữa người đang ở trên đất của chúng ta người không giữ được thì đất cũng không giữ được nhân tài là tài phú lớn nhất của bắc châu chúng ta ta biết mọi người khó khăn như thế nào nhưng công nhân làm công việc tốn thể lực nếu ăn không đủ no thì làm sao mà làm việc ta không yêu cầu các ngươi không cho bọn họ ăn cơm khô nhưng một hai bữa là đủ rồi đừng để chạm đến danh giới cuối cùng nếu có người cấu kết phú hộ cắt xén lương thực cung cấp nếu có người chết đói con sông này chính là nơi táng thân của cả gia đình người đó vẫn là câu nói kia phát hiện một người xử lý một người tuyệt không dễ dãi vâng 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 gã quan lại dùng tay áo xoa mồ hôi trên trán đại công tử yên tâm hết thảy đều chiếu theo phân phó của đại công tử mà làm thiệu bình ba lại khoát tay chỉ ra giữa hai ngọn núi trước mùa mưa tuyến đường sông này nhất định phải được mở xong nếu không đường sông ngập nước sẽ không cách nào thi công được nữa kỳ hạn công trình sẽ phải chậm thêm một năm toàn bộ tưới tiêu của bình nguyên sau núi đều trông cậy vào nơi này ảnh hưởng đến thu hoạch của rất nhiều khu vực trong một năm từ đó tác động không nhỏ đến khẩu phần lương thực của rất nhiều người, dẫn đến người dân không thể an cư lạc nghiệp, trách nhiệm của ngươi rất lớn đấy." Gã quan lại kia nói, "Đại công tử yên tâm, hạ quan nhất định sẽ đả thông được con đường trước mùa mưa." Thiệu Bình Ba liếc mắt một cái, nói thì dễ nghe lắm, ngươi làm cách nào cam đoan với ta?" Gã quan lại nhắm mắt nói, "Hạ quan sẽ tìm thêm công nhân trong số các lưu dân, tăng thêm nhân thủ đẩy nhanh tốc độ." Thiệu Bình Ba nói, "Công nhân tăng, ngươi làm sao đảm bảo khẩu phần lương thực cho họ?" Gã quan lại đáp, mương nước xây xong, tưới vào ruộng của ai, tự người đó sẽ phải xuất tiền, ra lương. Hạ quan sẽ tìm đám phú hộ để nói chuyện. Thiệu Bình Ba nói, nói rất có lý, nhưng ta có hai yêu cầu. Đầu tiên, người không được để xảy ra tình trạng công nhân chết đói. Tiếp theo, người không thể ngang ngược, vô lý với đám phú hộ kia, phải giảng đạo lý, nói rõ cho bọn họ hiểu. Nếu người dọa người ta bỏ chạy, gây ra ảnh hưởng ác liệt, khiến các phú hộ phải lui bước, ảnh hưởng đến đại kế Bắc Châu ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Gã quan lại gào thét trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn phải gật đầu đồng ý, hạ quan sẽ nhớ kỹ. Tiến độ của công trình, cứ ba ngày phải báo lại một lần. Ta chờ tin tức của ngươi ở Bắc Châu. Rõ, ánh mắt thiệu bình ba đảo qua đám quan lại, chậm rãi nói, chư vị ở đây vì mưu sinh của bách tính Bắc Châu, ta sẽ không bạc đãi chư vị. Sau đó, y quay sang nói với gã tướng lĩnh đang đứng một bên, tướng quân tử, mau tập trung ra quyến của quan viên lớn nhỏ trong khu vực lại, dẫn bọn họ đến bố trí ở phủ thành bắc châu ta sẽ chăm sóc gia quyến cho bọn họ để bọn họ yên tâm làm việc ở đây tướng quân từ ôm quyền lĩnh mệnh rõ thiệu bình ba lại nói với đám quan viên trước mùa mưa các vị cần phải đồng tâm hiệp lực đả thông mương nước này ta ở bắc châu chờ tin chiến thắng của các vị đến lúc có được tin tức tốt ta sẽ đích thân đưa gia quyến của các vị trở về vì mọi người mà mở tiệc mừng công trong lòng tất cả đều sợ hãi y muốn đem gia quyến của tất cả quan lại làm con tin vị đại công tử này quá hung ác, nếu bọn họ không hoàn thành nhiệm vụ, hậu quả là có thể nghĩ. Mọi người không thể không cùng nhau đồng ý tạ đại công tử. Đợi mọi người tản đi hết, thiệu tam tỉnh vẫy tay ra hiệu những người bên cạnh thiệu bình ba tránh mặt, sau đó hỏi, đại công tử, bắt ra quyến của những quan viên này làm con tin, có phải có chút không ổn hay không? Những sợi tóc mai màu trắng hai bên mặt thiệu bình ba dưới ánh mặt trời cực kỳ dễ nhìn. Y nhìn chằm chằm những người công nhân đang bận rộn lao động, khẽ thở dài làm sao ta không biết là không ổn chứ nhưng đang trong thời buổi loạn thế lòng người rất dễ nghiêng ngả ta nhất định phải vừa khoan dung vừa nghiêm khắc có khi để bọn họ sợ ta bọn họ mới có thể nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ đó cũng không phải là chuyện xấu thiệu tam tỉnh im lặng một lát sau đó hỏi đại công tử tô tiểu thư đã thất bại trong việc đối phó nghiêu hữu đạo thiệu bình ba bỗng nhiên quay đầu lại chuyện gì xảy ra vậy việc này một hai câu cũng không thể nói rõ được Thiệu Tam Tỉnh móc một mật tín trong tay áo dâng lên. Sau khi đọc qua nội dung trong mật tín, Thiệu Bình Ba nói, thất bại cũng chẳng có gì lạ. Ta đã sớm dặn dò chiếu tỷ, như hữu đạo chắc chắn đã có sự chuẩn bị, không nên mạo muội động thủ. Dứt lời, y nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay, cao mày trầm tư, thì thầm cao thủ như vậy mà cũng thất bại. Bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một đám người. Một lúc lâu sau, y đưa lại tờ giấy cho Thiệu Tam Tỉnh, dặn dò, người hãy đưa tin cho chiếu tỷ, ta muốn biết một cách rõ ràng những gì mà Ngưu Hữu Đạo trải qua sau khi rời núi. Ta muốn biết thật chi tiết, rõ, Thiệu Tam Tỉnh lên tiếng, khụ khụ, Thiệu Bình Ba lại ho khan kịch liệt. Mấy ngày sau, Phủ Thành Bắc Châu, trong Phủ Thứ Sử, Thư Phòng, Thiệu Bình Ba ngồi dưới ngọn đèn xem công văn, phần bút phê chỉ thị. Thiệu Tam Tỉnh bước vào, lại đưa lên một tờ mật tín khác, Đại Công Tử, Tô Tiểu Thư đã hồi âm. Thiệu Bình Ba cũng không ngẩng đầu lên, đợi phê xong một phần công văn, y mới buông bút, cầm tờ mật tín trong tay, cẩn thận đọc qua. Sau khi xem xong mấy nội dung trong mật tín, Thiệu Bình Ba chậm rãi đặt tờ giấy lên trên bàn, nhìn chằm chằm ngọn đèn một hồi lâu, sau đó thở dài chiếu tỷ chủ quan quá rồi. Bây giờ, có lẽ nhiều hữu đạo đã biết được sát thủ đến từ hiểu nguyệt khác, đồng thời cũng đã hoài nghi thân phận của lệnh hồ thu. Thiệu Tam tỉnh hỏi, tại sao ngài lại nói như vậy? Thiệu Bình Ba đưa tờ mật tín sang, người hãy xem đoạn đầu của mật tín, có miêu tả cảnh như hữu đạo rời núi, Thiệu Tam tỉnh cầm tờ mật tín trong tay, nhưng không xem, lão nô đã xem qua, mở đầu chính là miêu tả nghiêu hữu đạo rời núi, sau đó dẫn người vào quận Thanh Sơn để mua sắm vài thứ. Nói đến đây, ông ta dừng lại, chợt tỉnh ngộ, đại công tử, ý của người là, nghiêu hữu đạo cố ý tiết lộ hành tung. chương 392, tính là quan hệ gì? Một, Thiệu Bình ba dựa lưng vào ghế, gật đầu nói, chỉ là mấy món đồ bình thường, có cái nào cần hắn phải đích thân đi mua chứ? Còn nữa, Bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một đám cao thủ của ba phái, không phải đột nhiên xuất hiện đâu, rõ ràng là đã sớm chuẩn bị. Hắn muốn lấy thân làm mồi, cài một cái bẫy, muốn dụ người gây bất lợi cho hắn cắn câu. Ngay cả cao thủ như Trác Siêu cũng không giết được hắn, có thể thấy được hắn đã chuẩn bị rất đầy đủ. Có bản lĩnh tự vệ như vậy, vì sao lại còn phái người bí mật đi theo chứ, vì sao lại muốn thể hiện thế lực yếu kém của mình ra bên ngoài? Không phải cố ý muốn dụ cho người có ý đồ gây bất lợi cho hắn ra tay thì còn là cái gì? Cố ý tìm phiền phức cho mình, hắn muốn như thế nào? Điều này cũng không khó giải thích, chuyến đi này của hắn đến nước Tề rất quan trọng, nắm trong tay kẻ muốn gây bất lợi cho mình, về sau cũng dễ làm việc hơn. Cho nên, hắn nhất định sẽ bắt sống vài người, thăm dò xem là ai muốn ra tay với hắn, từ đó làm ra ứng đối. Hiểu Nguyệt các chỉ sợ có người đã rơi vào trong tay của hắn. Thiệu Tam Tỉnh nói, Tô Tiểu Thư cũng đã nói trong thư, việc này nàng ấy đã bị Hiểu Nguyệt Các săn dậy. Khi Hiểu Nguyệt Các săn dậy nàng, cũng đã nói năm người ra tay đã mất mạng toàn bộ, hẳn không có người nào sống sót lọt vào tay Nhiêu Hữu Đạo. Thiệu Bình Ba cười lạnh, điều này ngược lại chứng minh lệnh Hồ Thu Chính là người của Hiểu Nguyệt Các. Thiệu Tam Tỉnh ngạc nhiên, ông ta thật sự không theo kịp mạch suy nghĩ của công tử. Nhiêu Hữu Đạo tính trước làm sau, trước khi ra tay thì không để cho người đi theo mình bại lộ ra ngoài. Nghiêu hữu đạo rốt cuộc vận dụng bao nhiêu người phục kích, làm thế nào để giết chắc siêu đến nay vẫn là một câu đố. Chiếu tỷ và hiểu nguyệt các đều không tham gia trận chiến, thành viên tham gia ám sát không một ai trở về, vì sao hiểu nguyệt các lại biết rõ tình huống tử thương một cách cụ thể như vậy. Nhóm của chắc siêu có 7 người, một người phụ trách dụ lệnh hồ thu đi, một người phụ trách quan sát động tính ở vô biên các, 5 người phụ trách động thủ. Đây chính là hành động đại khái. Trước đó, lệnh hồ thu với nhiều hữu đạo vẫn như hình với bóng, sau khi chuyện xảy ra người có cảm thấy như hữu đạo sẽ hoài nghi lệnh hồ thu hay không nếu bấy nhiêu chuyện này vẫn không khiến như hữu đạo hoài nghi như hữu đạo có phải là như hữu đạo mà chúng ta quen không đã hoài nghi lệnh hồ thu nhưng hữu đạo sẽ không có khả năng nói cho lệnh hồ thu biết chuyện hắn có bắt được tù binh nào hay không sau khi chuyện xảy ra như hữu đạo tất nhiên sẽ nói cho lệnh hồ thu biết năm tên thích khách đã mất mạng toàn bộ vì thế hiểu nguyệt các cũng cho rằng năm tên thích khách đều đã chết nghiêu hữu đạo trăm phương ngàn kế thiết lập một cái bẫy chính là một bắt sống vài người ngay cả trác siêu cũng chết trong tay hắn ngươi có cảm thấy độ khó của việc hắn muốn bắt sống một người có khó không thiệu tam tỉnh bừng tỉnh nhưng vẫn hoài nghi hỏi thủ đoạn xử lý phản đồ của hiểu nguyệt các rất tàn khốc cũng không phải trò đùa cho dù có bị xa lưới người kia cũng biết hậu quả phản bội là như thế nào có thể dễ dàng cung khai không thiệu bình ba cười lạnh ngươi quá coi thường như hữu đạo rồi Nghiêu hữu đạo không phải là loại người tự cho là đúng trong giới tu hành, hay là loại thất phu chỉ biết chém chém giết giết. Với thủ đoạn của hắn, trừ phi là người chết, nếu không, chỉ cần rơi vào tay hắn, kết quả sẽ không nằm ngoài ý muốn của ta. Rất nhiều người không lọt khỏi tay của hắn, mặc cho hắn giày vò. Hắn nhất định có biện pháp cậy miệng đối phương, hắn có thể rời khỏi vô biên các, điều này nói rõ hắn đã đắc thủ. Thiệu Tam tỉnh nói, nói như thế, hắn nhất định biết chúng ta có quan hệ với hiểu nguyệt các điều này chưa thể xác nhận vì hắn sẽ nghĩ nếu ta thật sự có thể vận dụng được thế lực lớn như vậy làm sao hắn có thể sống đến tận bây giờ tất cả những người có thù với hắn đều sẽ trở thành đối tượng hoài nghi của hắn hắn khẳng định có nghi ngờ ta nhưng chưa thể xác nhận thiệu bình ba đứng lên bước ra khỏi bàn người hãy liên lạc với chiếu tỷ hỏi tỷ ấy một chút xem có bao nhiêu người tham gia hành động lần này theo lý dựa theo cách làm việc của hiểu nguyệt các đám sát thủ kia rất có khả năng không biết về nhau quá nhiều như vậy là tốt nhất nếu không nghiêu hữu đạo sợ là sẽ phán định ta có quan hệ với hiểu nguyệt các đối phó với loại người này để hắn không biết rõ mới là biện pháp tốt nhất để đối phó hắn còn nữa ta không biết lệnh hồ thu và nghiêu hữu đạo qua lại với nhau rốt cuộc là có mục đích gì nhưng tất sẽ có lý do nếu lệnh hồ thu thật sự là người của hiểu nguyệt các hiểu nguyệt các sẽ biết được nguyên nhân trước đó bọn họ sợ bại lộ thân phận của lệnh hồ thu nên không tiện ngăn cản lần này sẽ mượn cớ tổn binh hao tướng để cưỡng chế chiếu tỷ, không cho tỷ ấy nhúng tay vào nữa. Ngươi hãy hỏi chiếu tỷ, hiểu nguyệt các có lấy cớ nào bắt tỷ ấy dừng tay hay không? Nếu không, với đủ loại nhân tố có liên quan, lệnh hồ thu chắc chắn là người của hiểu nguyệt các. Trước khi còn chưa tìm hiểu được làm thế nào nghiêu hữu đạo giết chết được chắc siêu, vọng động không phải là hành động sáng suốt. Nếu hiểu nguyệt các có lệnh, yêu cầu chiếu tỷ không được hành động thiếu suy nghĩ nữa, bảo tỷ ấy tuân mệnh, đừng trong thời điểm này mà chọc giận hiểu nguyệt các, trước giải quyết cho xong chuyện chiến mã, đừng làm lỡ chuyện lớn. Ngoài ra, sự thật bây giờ đã chứng minh phán đoán trước kia của ta là đúng. Nghiêu hữu đạo chắc chắn đến nước tề để xử lý chuyện chiến mã. Ngươi hãy nói cho chiếu tỷ biết, trong điều kiện tiên quyết đừng ảnh hưởng đến chúng ta bên này, có thể ngăn cản nghiêu hữu đạo thành công giải quyết chuyện chiến mã thì tận lực ngăn cản, nhưng cần phải nhắc nhở tỷ ấy, nhất định phải lấy việc không ảnh hưởng đến chúng ta làm điều kiện tiên quyết, ngàn vạn lần không thể làm loạn. Trong thính đường một đình viện, Đèn đuốc sáng trưng, có mấy người đang ngồi khoanh chân trên bồ đoàn. Đường Nhi ngồi ở trên, La Nguyên Công, Tô Phá, Đường Tố Tố ngồi hai bên trái phải. Đường Tố Tố đã khôi phục vị trí trưởng lão. Bầu không khí trong điện hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều im lặng. Không thể nào, làm sao Ngưu Hữu Đạo có thể đánh bại Trác Siêu? Đường Tố Tố lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Tô Phá nhướng mắt, hỏi: "Sư muội cảm thấy băng tuyết cát sẽ nói hưu nói vượn trong trường hợp này sao?" Đường tố tố gửi lạnh một tiếng, kẻ này rất gian trá, hắn nhất định đã sử dụng thủ đoạn gian lận nào đó. Tô phá lời tranh cãi với bà, đường Nhi và la nguyên công cũng không lên tiếng, biết tranh luận cũng không có ý nghĩa. Mọi người sở dĩ im lặng là vì tin tức này. Sau khi xác nhận nhiều lần, bọn họ biết đây không phải lời đồn, đích thật là băng tuyết các đã công bố điều chỉnh xếp hạng trên bảng đan. Đồng thời cũng chỉ rõ nguyên nhân điều chỉnh chính là nghiêu hữu đạo giết chắc siêu. Điều này khiến cho tâm trạng đám người đã từng tước đoạt chức trưởng môn của Ngưu Hữu Đạo, đồng thời trục xuất hắn ra khỏi Thượng Thanh Tông trở nên phức tạp. Năm đó, tất cả đều cho rằng Ngưu Hữu Đạo còn quá trẻ, không đủ để đảm đương chức trách lớn, vì thế bọn họ đã làm trái môn quy, tổ huấn mà tổ sư gia đã định, đoạt chức trưởng môn của Ngưu Hữu Đạo. Bây giờ, chẳng những người ta đứng vững gót chân, nghe nói còn sống không tệ lắm, ngay cả ba phái lúc trước phụ thuộc tống gia cũng đều nghe theo lệnh của hắn, Thiên Ngọc môn cũng phải nể mặt hắn mấy phần. Nhớ ngày đó, Thượng Thanh Tông cũng phụ thuộc Tống gia, còn thực lực của ba phái, bất luận phái nào cũng mạnh hơn Thượng Thanh Tông. Người ta ngay cả ba phái cũng có thể khống chế, còn nói người ta tuổi trẻ không đủ chấp trưởng Thượng Thanh Tông dường như đã trở thành trò cười. Chương 393, tính là quan hệ gì? Hai, sau khi thoát khỏi trận đuổi giết ở chùa Nam Sơn, hắn đã đoạn tuyệt quan hệ với Thượng Thanh Tông, về sau giết yến Sử Dương danh thiên hạ, lại còn an toàn trở ra từ băng tuyết các. Bây giờ ngay cả cao thủ nhất lưu trong bảng đan cũng bị hắn xử lý. Dựa vào những việc mà mọi người đều biết này, thử hỏi có ai ở Thượng Thanh Tông có thể làm được không? Có ai có bản lĩnh như thế? Những chuyện này, chỉ sợ Thượng Thanh Tông ngay cả đụng cũng không dám đụng vào, nhưng hết thảy lại do một đệ tử đã từng bị Thượng Thanh Tông trục xuất chiến thiên đấu địa làm. Quan trọng, đệ tử bị trục xuất đó vốn phải là trưởng môn Thượng Thanh Tông, cuối cùng đã bị bọn họ dùng âm mưu thủ đoạn lật đổ. Quận Vương Dung Bình mà Thượng Thanh Tông chướng mắt, bây giờ đã phong sinh thủy khởi khiến triều đình nước yến phải thúc thủ vô sách đệ tử bị thượng thanh tông trục xuất cũng một đường phong vân khiến thượng thanh tông phải thua chị kém em tống gia mà thượng thanh tông phụ thuộc đã bị suy sụp bị diệt môn từ tin tức nghe được từ thiệu bình ba việc tống gia bị diệt môn cũng do nghiêu hữu đạo làm thượng thanh tông chuyển đến bắc châu bây giờ tình cảnh gian nan thiếu chút nữa bị đại thiền sơn đuổi ra khỏi bắc châu may mà thiệu bình ba ra sức bảo vệ nhưng không thể tránh khỏi bị đại thiền sơn bóp chặt tài nguyên số tài nguyên ít ỏi có thể nhận được chỉ đủ để làm mấy việc vặt. Suy nghĩ lại một chút, Triệu Hùng ca bị trục xuất khỏi sư môn trước kia, bây giờ cũng đã là cao thủ thành danh trên bảng đan, chỉ dựa vào một cái tên cũng đủ trấn nhiếp đạo trích trong thiên hạ. Ngẫm lại những việc này, Tô Phá không khỏi thở dài trong lòng. Mấy năm gần đây, khi cao tầng làm ra quyết sách, từng quyết sách đều xảy ra sai lầm, khiến Thượng Thanh Tông càng lúc càng xa sút Tình cảnh trước mắt, đệ tử môn hạ của Thượng Thanh Tông đã bắt đầu có dị nghị, chỉ là tạm thời còn chưa có người dám công khai nói ra mà thôi. Đã có người bắt đầu âm thầm oán trách những thủ đoạn không bình thường được sử dụng để đoạt chức trưởng môn của Ngưu Hữu Đạo trước kia. Tất cả mọi người đều nghe thấy, cũng đã nghe nói Ngưu Hữu Đạo dương danh thiên hạ, ngay cả ba phái như Lưu Tiên Tông đều đi theo Ngưu Hữu Đạo lăn lộn. Ngưu Hữu Đạo có thể nâng ba phái lên như vậy, để Thượng Thanh Tông tốt hơn lúc trước một chút cũng không thành vấn đề. Đối với những ngôn luận này, đám người Đường Nhi biết rõ trong lòng, nhưng còn có thể nói cái gì chứ? con người thì đều thực tế, tài nguyên trong tay các đệ tử càng lúc càng ít, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp sinh tồn khác chứ. Người lãnh đạo vô năng, còn không cho người tạo oán trách hai ba câu sao. Lúc trước, mọi người đều cho rằng nghiêu hữu đạo vô năng, cảm thấy nghiêu hữu đạo chướng mắt, nhất trí phế bỏ nghiêu hữu đạo. Bây giờ nhìn thấy nghiêu hữu đạo phong sinh thủy khởi, lại có người bắt đầu nhớ đến hắn. Lần này, mọi người ngồi ở đây, cũng là do trong môn có một số đệ tử cùng nhau đưa ra vấn đề, hướng cao tầng đường nghi đặt câu hỏi hỏi cái gì hỏi quan hệ giữa đường nhi và nghiêu hữu đạo hỏi đường nhi và nghiêu hữu đạo có giải trừ quan hệ vợ chồng hay chưa đường nhi không biết nên trả lời như thế nào khi nghiêu hữu đạo thất thế nàng có thể nói hai người vẫn còn là vợ chồng bây giờ nghiêu hữu đạo phong quang nàng nói như vậy nghiêu hữu đạo không thừa nhận bảo nàng làm sao mà chịu nổi vẫn là tô phá thay mặt trả lời nói trưởng môn và nghiêu hữu đạo vẫn còn là vợ chồng thế là các đệ tử lại bàn tán nói là vợ chồng đã chính thức bái thiên địa nhưng thượng thanh tông cũng không công khai tuyên bố đã trục xuất nghiêu hữu đạo ra khỏi tông môn vợ chồng không qua lại với nhau cả đời thì thật là không thể nói nổi đệ tử thượng thanh tông cũng không phải là không để ý đến đạo lý sư môn nói tới nói lui cũng không thấy đề cập đến vì sao mọi người lại nhất trí phế bỏ nghiêu hữu đạo cũng không nói nghiêu hữu đạo phạm tội gì để sư môn phải thanh lý môn hộ nói nhiều cũng vô ích thượng thanh tông còn có năng lực thanh lý môn hộ với người như nghiêu hữu đạo sao huống chi lúc trước Tống Gia phát ra lời đồn cũng gây bất lợi cho mối quan hệ giữa Thượng Thanh Tông và Ngưu Hữu Đạo, sau đó ẩm ý lên. Ngưu Hữu Đạo trên danh nghĩa chiếm Thượng Phong, không thèm để ý đến Thượng Thanh Tông. Đường Nhi biết, mấy vị trưởng lão cũng biết suy nghĩ của những đệ tử đó, chính là muốn Đường Nhi hạ mình đi tìm Ngưu Hữu Đạo. Ý của các đệ tử, chắc hẳn các vị trưởng lão đều hiểu, thế ý mọi người thì sao? Đường Nhi hỏi, La Nguyên công hỏi, trưởng môn, lúc trước Ngưu Hữu Đạo viết thư bỏ vợ, người đã thật sự chấp nhận đường nghi im lặng bởi vì thiệu bình ba theo đuổi nàng muốn cắt đứt một số suy nghĩ của một số người trong môn nên nói đã chấp nhận thư bỏ vợ của ngưu hữu đạo nhưng bây giờ nàng đã nói ra sự thật ta không chấp nhận đốt ngay trước mặt hắn mọi người im lặng chuyện gì xảy ra vậy người đã đốt người đốt trước mặt người ta nhưng không thể nói là người thu hồi vậy quan hệ giữa hai người tính là gì đường tố tố mừng rỡ người ta không nhận nói không chừng người ta thu lại lời chúng ta có thể hiểu suy nghĩ của các đệ tử trong phái nhưng cũng không thể để trưởng môn chịu nhục được với lại thượng thanh tông cũng không thay đổi được tình huống trước mắt thiệu bình ba bất luận xét về diện mạo hay nhân phẩm đều là người tuyển chọn tốt nhất huống chi y còn có tình cảm sâu nặng với trưởng môn trưởng môn vẫn cứ độc thân đến tận bây giờ đúng là không hợp với lẽ thường bây giờ ta nghĩ chúng ta không ngại tiến hành cân nhắc chuyện này bà không muốn chấp nhận chuyện nghiêu hữu đạo trở về thượng thanh tông không nói cái gì khác chỉ dựa vào việc bà ta là người muốn Nghiêu Hữu Đạo chết nhiều nhất, nếu Nghiêu Hữu Đạo trở về, bà ta làm sao mà đối mặt. Tô Phá nói, ta phản đối, có diện mạo và năng lực thì thế nào, nhân phẩm thì tính sao đây, loại người giết anh, giết mẹ, đáng để cho trưởng môn phó thác trung thân. Đường Tố Tố nói, sư huynh, giết anh giết mẹ chỉ là lời đồn, sao có thể dễ tin như vậy. Nếu đúng như lời sư huynh nói, huynh chứng mắt nhân phẩm của người ta, vậy chuyện chúng ta ăn nhờ ở đậu thì nói như thế nào được rồi đường nhi lên tiếng cắt ngang nhìn chằm chằm đường tố tố hỏi cô mẫu hy vọng ta bán mình cầu vinh hay trưởng lão hy vọng trưởng môn ta vì thượng thanh tông bán mình cầu vinh nếu hành động như vậy để đổi lấy một chữ vinh thượng thanh tông ta còn mặt mũi để hưởng thụ có thể đối diện với liệt tổ liệt tông thượng thanh tông không đường tố tố giải thích nếu là tình đầu ý hợp sao có thể nói là bán thân cầu vinh đường nhi nói đời này ta không nghĩ đến chuyện tái giá việc này không cần bàn lại nữa đường tố tố cau mày, la nguyên công chậm rãi nói, trưởng môn đã khăng khăng như vậy, có phải là đã có quyết định gì rồi? Bầu trời mênh mông, gió thổi cỏ lay, dê bò đang ung dung gặm cỏ trên thảo nguyên. Trời xanh thẳm như một miếng bảo thạch, những đám mây bồng bềnh trắng nõn như sợi bông tô điểm trên bầu trời, khiến cho tinh thần của mọi người trở nên thanh thản. Thảo nguyên trải dài thăm thẳm, cỏ xanh theo gió dập dờn. Hơn 20 người cưỡi ngựa rong ruổi trên thảo nguyên, lướt qua những đàn dê bò, phía trước là một đàn ngựa chạy nhanh tối thiểu cũng phải có đến mấy trăm con bầm ngựa bay phần phật trong gió vô câu vô thúc tiêu sái phiêu giật người chăn thả ngựa vung roi thúc vào con ngựa yếu ớt liều mạng đuổi theo đằng sau lướt qua đàn ngựa đám người nghiêu hữu đạo tiếp tục hướng về phía trước ở cái nơi thảo nguyên mênh mông này tâm trạng cũng theo đó mà thả lỏng mọi người đã thay quần áo của dân du mục nghiêu hữu đạo còn đội một cái mũ ra con sông uốn lượn chảy dài về phía trước không cần lo lắng việc mất phương hướng cũng không cần quan tâm đến việc đổi ngựa. Dân du mục sống trên các nguồn nước, chỉ cần chạy dọc theo bờ sông, cách một đoạn đường là sẽ gặp một hàng rào của dân chăn nuôi du mục, bỏ ra một ít tiền là có ngựa cho ngươi thay đổi. chương 394, Bạch Vân Gian, về phương diện này, chỉ cần tiến vào cảnh nội nước tề, tất cả sẽ thuận lợi hơn so với các quốc gia khác. Các nước khác khan hiếm ngựa, nhưng ở đây, nó lại là thứ không thiếu nhất. Bởi vì sinh sống cạnh nguồn nước, thành trì trên thảo nguyên minh mông này tất nhiên cũng phải được xây dựng bên bờ sông. Muốn đi, cứ thuận theo con sông mà đi thẳng, tất sẽ không sai đường. Ngựa chạy đã mệt, mọi người dừng lại tại một khu vực có người dân chăn nuôi. Tất cả nhảy xuống ngựa, bỏ ra một số tiền, đổi lại sự chiêu đãi nhiệt tình của chủ nhân. Nhìn mọi người lựa chọn ngựa để thay thế, như hữu đạo có chút thất thần. Trên đường đi, hắn cũng có nghe qua chuyện trên bảng đan. Điều này khiến cho hắn chấn động lẫn kinh ngạc băng tuyết các biết được chuyện hắn giết chắc siêu, bọn họ làm sao mà biết được, tình huống chém giết lúc đó, sát thủ người thì chết, người thì bị bắt, sự việc không thể nào bị tiết lộ ra ngoài được. Bản thân hắn tất nhiên không ăn nói lung tung, như vậy, nơi để lộ tin tức cũng chỉ có hai chỗ, hoặc là tu sĩ của ba phái tham gia, hoặc là sau khi đệ tử ba phái truyền tin tức về tông môn, nội bộ ba phái đã có người để lộ tin tức ra ngoài. Hắn thậm chí hoài nghi bên trong hiểu nguyệt các cũng có tai mắt của băng tuyết các từ một bên nhận được tin tức, lại từ bên khác tiến hành xác nhận. Dù sao, tin tức mà băng tuyết các công khai tuyên bố trên toàn thiên hạ cũng không phải là trò đùa. Hắn lập tức phát tin tức trở về, để ba phái nghiêm túc điều tra, nhưng ba phái đã phản hồi lại, bọn họ không dám điều tra. Đối với câu trả lời chắc chắn này, hắn cũng đành chấp nhận. Hắn biết ba phái e ngại, không dám điều tra người của băng tuyết các. Hắn không khỏi cảm thấy may mắn, lúc trước, khi hắn đánh chủ ý lên quả xích dương chu, để sự việc được giải quyết một cách ổn thỏa, hắn không dùng người của môn phái nào mà chỉ dùng một số tán tu bên cạnh. Điều khiến hắn lo lắng chính là, không biết chuyện hắn đánh nhau với Thiệu Bình Ba, bên phía Đại Thiền Sơn có người nào để lộ tin tức hay không. Hắc mẫu đơn dắt con ngựa đã được gắn yên sẵn sàng đến, hỏi một câu, đạo gia, ngài đang suy nghĩ chuyện trên bảng đan sao. Như hiếu đạo thở dài, băng tuyết các quả nhiên lợi hại, không cách nào nhận biết được. Hắc mẫu đơn nói, điều này cũng không khó giải thích dựa vào thế lực của băng tuyết khác muốn cài tai mắt ở các môn phái bọn họ rất dễ dàng tìm được người tình nguyện một nhân tố khác chính là cũng chưa hẳn là do tai mắt của băng tuyết khác ở ba phái bảng đan rất được một số vị trí tôn ở các thế lực ủng hộ nếu không cũng sẽ không tồn tại cho đến bây giờ cho nên tin tức cũng chưa chắc là do băng tuyết khác tự mình tìm được cũng có thể là do các thế lực khác cung cấp tóm lại trong tình huống bình thường chỉ cần tuân thủ quy tắc trò chơi của bọn họ đừng trêu chọc trên đầu bọn họ, cứ để bọn họ đứng ở trên cao mà bao quát chúng sinh, cũng không nhúng tay can thiệp vào bất cứ chuyện gì, như vậy cũng không tính là chuyện nguy hiểm. Không nguy hiểm, như hữu đạo cao mày, việc này ngược lại đã mang đến cho hắn một lời nhắc nhở, về sau làm việc phải cẩn thận hơn. Nếu băng tuyết các muốn người làm cơ sở ngầm cho bọn họ, người có đồng ý hay không? Như hữu đạo quay đầu lại hỏi, hắc mẫu đơn thở dài, nếu bọn họ tìm ta, ta làm sao mà từ chối? Ta không có cách nào đối kháng, cũng không cách nào cự tuyệt. nhưng ta có thể bảo đảm nhất định sẽ lén lút thông báo cho ngài. Dứt lời, nàng lại cười một tiếng. như hữu đạo bật cười, sau đó ngẩng đầu nhìn đàn chim đang bay trên bầu trời, cảm thán một câu: bảng đan thật lợi hại. chẳng những có thể khiến cho người ta chém giết lẫn nhau, lại còn đủ lực để trấn nhiếp rất nhiều người, khiến cho người ta không dám xâm phạm lợi ích của mấy vị kia. lúc này hắn đã bị dọa sợ một phen. trải qua chuyện lần này, hắn không dám tùy tiện dựa vào mấy người kia nữa ngẫm lại chuyện quả xích dương chu hắn quả thật không rét mà run thảm cỏ lay động như một tấm thảm một con kim xí sí từ trên trời lao xuống rơi xuống tay một đệ tử của ngũ lương sơn sau khi rút tờ mật tín ra công tôn bố đưa tới đạo gia trong nhà truyền đến tin tức bên kia nghiêu hữu đạo nhận lấy sau khi nhìn qua hắn im lặng một lát rồi nói chuyển cáo lại trong nhà nếu không có chuyện gì bảo bọn họ cút đi công tôn bố hỏi cứ như vậy mà cho đi sao ông ta cũng có chút hiếu kỳ hôm nay ông mới biết mấy lời đồn kia là thật người trước mặt vốn phải là trưởng môn thượng thanh tông ngay cả ông ta cũng không khỏi âm thầm cảm thán thượng thanh tông này đúng là có mắt không ngươi như hữu đạo nói đưa lại cho thượng thanh tông bốn chữ nước đổ khó hốt vâng công tôn bố quay người rời đi hắc mẫu đơn hiếu kỳ hỏi thượng thanh tông tìm đến cửa như hữu đạo đưa mật tín cho nàng hắc mẫu đơn tiếp nhận hắn có thể đưa cho nàng tất nhiên là nàng có thể xem sau khi xem xong nàng không nhịn được mà lắc đầu. Bên trong mật tín có nói, Thượng Thanh Tông phái đổ hán đến quận Thanh Sơn, mang theo lá thư mà trưởng môn Thượng Thanh Tông đích thân viết. Bên trong lá thư, đường nghi có ý muốn thoái vị, đem trước trưởng môn Thượng Thanh Tông nhường lại cho Ngưu Hữu Đạo. Về phần có gì sai lầm trước đó, đường nghi nói, nàng đồng ý gánh chịu một mình, gánh lấy bất cứ hậu quả gì mà Ngưu Hữu Đạo muốn. Hắc mẫu đơn âm thầm cảm thán, trong tay nắm đại quyền trưởng môn, nhưng chủ động từ bỏ, dùng lễ tạ thần để gánh chịu trách nhiệm. Chỉ dựa vào điểm này, nàng có thể hiểu được đường nhi làm cũng không dễ dàng gì. Bây giờ, nàng ngược lại coi trọng đường nghi hơn một chút. Nàng vò nhẹ tờ mật tín trong tay, thì pháp hóa nó thành bột mịn, đồng thời quan sát phản ứng của Ngưu Hữu Đạo, nhắc nhở một câu, đường nhi là đại mỹ nhân, đạo gia có thể từ bỏ như vậy được sao? Ngưu Hữu Đạo quay sang hỏi, thế không có người ta sống được không? Hắc mẫu đơn liếc mắt, phủi phủi đống bột giấy trong tay, biểu hiện khinh bỉ. Ngưu Hữu Đạo bật cười một tiếng, trên đường nhàm chán ngẫu nhiên tìm một hai chuyện vui để nói cũng không có gì sai quan trọng là hắn không muốn nhắc chuyện đường nhi với nàng nhưng hắc mẫu đơn lại nhìn ra được hắn dường như không thoải mái như ngoài mặt hắn thể hiện hình như vẫn còn lo lắng chuyện của thượng thanh tông nghiêu hữu đạo chắp tay nhìn trời đúng là hắn có chút lo lắng trước kia thì bình thường nhưng sau khi trải qua chuyện ở vô biên các, thượng thanh tông tìm đến cửa khiến hắn có chút phiền lòng hắn sẽ không quay trở lại thượng thanh tông cũng chẳng còn hứng thú với nó cho dù loại trừ yếu tố tình cảm cá nhân hắn cũng không có khả năng quay về thượng thanh tông bắt đầu lại từ đầu mà tiến cử thượng thanh tông với thương triều tông lại càng không thực tế bởi vì ảnh hưởng chuyện cũng mang đến thượng thanh tông thật sự không nên cuốn cùng một chỗ với người trong mạch thương kiến bá nếu không hậu quả gì cũng có thể phát sinh ngoài ra không sai thượng thanh tông có lỗi với hắn cũng không truyền thụ bất cứ thứ gì cho hắn nhưng hắn lại nợ ân tình của đông quách hạo nhiên tu vi của hắn là do đông quách hạo nhiên tặng cho lần này đối đầu với trác siêu có thể nói nhờ tinh hoa tu vi đông quách hạo nhiên ngưng tụ đã cứu mạng của hắn đông quách hạo nhiên đã chết hắn muốn trả ân tình cũng không cách nào trả được những chuyện bây giờ khiến hắn có chút rối bời trong thảo nguyên mênh mông là một dãy núi uốn lượn theo hình vòng cung trải dài ba con sông chảy vào một lưu vực biến thành sáu con sông quanh co khúc khuỷu chính giữa lưu vực là một tòa thành rất lớn là tòa thành duy nhất tọa lạc trên thảo nguyên giống như một viên minh châu vì thế, người trên toàn bộ Thảo Nguyên gọi nó là Thành Minh Châu. Kinh thành của nước Tề Tọa Lạc ở lưu vực này, bốn phía là núi, được xem là những tấm bình phong thiên nhiên, dễ thủ khó công. Chương 395, không phân biệt cao thấp, giàu nghèo. Là đế đô của một nước, mức độ phồn hoa trong thành không cần phải bàn cãi. Người đến người đi trên đường, nhà cửa san sát nhau, lại còn có đình viện u tịch. Đế đô phồn hoa tất chẳng thiếu bướm hoa. Bạch Vân Gian được xưng là nơi tầm hoan tác nhạc đệ nhất kinh thành nước tề. Chỉ cần nhìn bức tường màu đỏ, ngói màu xanh lá cây, giường cột chạm chỗ bên ngoài là đủ thấy mức độ xa hoa của nó. Khách tới tìm hoan có thể nói là không dứt, những cô gái oanh oanh yến yến trang điểm lộng lẫy nghênh đón bên ngoài. Bên trong đèn sáng cả ngày lẫn đêm không bao giờ tắt. Ở sâu bên trong lại là một đình viện nhỏ, yên tĩnh, dường như xa rời khỏi trần thế náo nhiệt. Một tiếng đàn u sầu, buồn bã vang lên từ ngôi lầu các thấp thoáng giữa mấy hàng cây xanh. Tô Chiếu một thân cung trang ngồi đánh đàn một mình, mười ngón tay lướt một cách tự nhiên trên cây đàn, gương mặt xinh đẹp nhưng lại không có biểu hiện gì. Nàng đã thay quần áo khác, tư thái cũng thướt tha hơn. Một người phụ nữ quần áo diễm lệ, vóc người có chút nở nang, trang điểm đậm nghe tiếng đàn mà bước đến. Bà ta đứng lặng im bên ngoài đình viện một lát, sau đó thở dài, chậm rãi bước vào trong đình, đến bên cạnh chiếc đàn, nói, nếu đông ra không vui, cũng đừng đàn nữa. Bên ngoài, Tô Chiếu là bà chủ của Bạch Vân Gian, nhưng có một số nhân sĩ trong kinh biết chuyện, đều biết rằng phía sau đông gia của Bạch Vân Gian là một vị vương gia nào đó. Mà Tô Chiếu là người được vị vương gia đó âm thầm độc sủng. Còn người phụ nữ nở nang này chính là tú bà của Bạch Vân Gian, tên Tần Nguyên. Đúng như lời bà nói, hai ống tay áo của Tô Chiếu rũ xuống, buông hai tay đứng dậy không đàn nữa. Nàng bước đến dựa vào lan can nhìn cá bơi trong ao. Tần Nguyên bước đến bên cạnh nàng, hỏi, đông ra còn canh cánh trong lòng chuyện mà Bạch Tiên Sinh nói. Chuyện mà ta không làm tốt, sư phụ gian dậy là điều hiển nhiên, ta chỉ cần nghe theo là được. Tô Chiếu lạnh lùng nói một câu, tâm trạng khó mà thoải mái lại. Cũng không phải vì bị sư phụ mắng, mà là vì những lời phân tích của Thiệu Bình Ba, nàng biết được thật ra lệnh Hồ Thu Chính là người của Hiểu Nguyệt Các, sư phụ rõ ràng đang gạt nàng. Xét theo một góc độ khác, có phải người không tin tưởng nàng hay không? Tần Nguyên cười ha hả Nếu Đông gia cảm thấy không vui, không ngại ra ngoài giải sầu một chút. Ta biết có một chỗ bán đồ ăn rất ngon, ta sẽ đưa Đông gia đến đó nếm thử như thế nào. Tô Chiếu lạnh nhạt nói, ăn thì ăn chỗ nào chẳng được, còn có món gì ngon để ăn chứ? Tần Nguyên cười nói, vậy thì không nhất định. Phía Nam Thành mới mở một quán tên đậu hũ, bên trong quán rất thú vị, tuyệt không thể tả. Quán đậu hũ, Tô Chiếu có chút nghi ngờ, quay đầu lại hỏi, cái tên này nghe là lạ, có ý nghĩa gì? Tần Nguyên đáp, theo lời người của quán nói, các món ăn đều được làm từ đậu nành, cho nên mới được gọi là đậu hũ. Tô Chiếu có chút không tin, ta cũng không phải chưa từng ăn đậu nành, còn có thể làm ra món gì được nữa chứ. Tần Nguyên cười khanh khách, đông ra, người đừng để bị lừa. Buôn bán của quán đó đang rất đắt, bây giờ muốn ăn còn phải xếp hàng đấy. Ồ, Tô Chiếu bắt đầu có hứng thú, gật đầu nói, cũng được, chúng ta đến đó xem một chút. Thế là hai người bước ra khỏi đình viện, trên đường đi, Tần Nguyên ngoắc tay hai bên phải trái, bốn gã đàn ông mặc trang phục hạ nhân xuất hiện đi theo. Cửa sau Bạch Vân Gian thông ra một con sông, sau khi mọi người bước ra, liền leo lên một con thuyền được trang trí lộng lẫy, trên thuyền còn treo đèn lồng có chiêu bài Bạch Vân Gian. Người treo thuyền bắt đầu chèo đi, con thuyền lắc lư một cái rồi ung dung lướt đi. Tô Chiếu ngồi trong một khoang thuyền lịch sự, tao nhã, cách một tấm rèm trâu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, có chút hoảng hốt, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Con thuyền đi vòng quanh thành, cũng không biết bao lâu đã đến phía Nam Thành. Khi con thuyền vẫn còn đi trên sông, Tần Nguyên đã chỉ một chỗ có vài cọng liễu đang rung rinh ở đằng xa, đông ra, thấy không, cái nơi mà có hàng người rồng rắn xếp hàng chính là quán đậu hũ. Tô Chiếu thuận hướng nhìn theo, chỉ thấy một dòng người chắc khoảng mấy trăm đang xếp hàng. Người mua được đồ thì rời đi, rồi lại có thêm người mới xếp vào hàng. Khách có thể nói là nối liền không dứt. Tô Chiếu có chút kinh ngạc, sau khi nhìn thấy tận mắt cái gọi là buôn bán đắt đỏ mà Tần Nguyên đã nói, vẫn không khỏi cảm khái, đậu nành mà cũng có thể bán đắt như vậy, chúng ta phải xếp hàng bao lâu mới có thể mua được. Vị trí bên cạnh Hồ Minh này khá ngược hướng, nhưng có thể kinh doanh một cách thuận lợi như vậy, điều này khiến cho nàng sinh ra hứng thú với cái món gọi là đậu hũ, có chút không thể chờ đợi được mà muốn nếm thử mùi vị của món ăn, để biết tại sao nó lại có thể hấp dẫn nhiều người đến như vậy. Tần Nguyên cười nói, nhìn dòng người xếp hàng thì có vẻ dài, nhưng cũng rất nhanh ngắn lại. Đông ra có thấy trên tay họ cầm bát không? tất cả đều là đồ đựng do bọn họ tự mang đến sau khi trả tiền xong thì đi ngay thời gian rất nhanh đương nhiên bởi vì khách đến không dứt cho nên nhìn người ta xếp hàng vẫn thấy rất nhiều buôn bán của tiệm này có thể nói là từ lúc mở cửa cho đến khi đóng cửa khách vẫn không ngừng đúng là đắt khách hiếm thấy tô chiếu có chút khó hiểu chẳng lẽ bọn họ không cung cấp chỗ ngồi cho khách ăn tại chỗ sao tần miên đáp ta cũng cảm thấy tò mò khi nghe qua nơi này lúc mới bắt đầu bọn họ cũng thiết kế chỗ ngồi nhưng về sau buôn bán tốt quá nếu để cho khách ngồi ăn tại chỗ chỉ sợ bạch vân gian của chúng ta cũng chứa không hết nhiều người như vậy cuối cùng không còn cách nào bọn họ đành đưa ra quy định như vậy đương nhiên bên trong quán vẫn còn nơi để khách ngồi thưởng thức món ăn nhưng có thiết kế thêm một cánh cửa cần bỏ thêm một khối ngân tệ mới có thể ngồi đó được như vậy ngoại trừ kẻ có tiền không muốn phiền phức vào trong đó người bình thường tất nhiên là tình nguyện xếp hàng tô chiếu gật đầu lại hỏi, món ăn bán có đắt không? Tần Nguyên lắc đầu, đắt hay không là do người, nói đắt thì đắt, nói không đắt thì không đắt, nói không đắt là một phần 10 đồng, đại đa số người muốn ăn thức ăn tươi thì có thể ăn được. Nói đắt thì chính là số lượng quá ít, chỉ có một chén mà thôi. Nói tóm lại, chỉ có một chén mà đến tận 10 đồng. Nghe nói, khi mới mở ra, họ chỉ bán có 5 đồng một chén. Tô Chiếu cười nói, bây giờ lại biến thành hắc điếm, thấy buôn bán tốt thì nâng giá tiền gấp đôi tần nguyên đáp chủ quán giải thích cũng không phải là không có lý ông ta nói bởi vì làm số lượng nhiều giá đậu nành trong thành lại tăng tiền vốn tăng giá bán bắt buộc phải tăng theo ừm tô chiếu gật đầu cũng chỉ là một lý do mà thôi mấy người buôn bán đậu nành vốn không cần đầu tư nhiều bán đắt như vậy tất nhiên bọn họ chỉ muốn tăng giá nhưng bọn họ buôn bán tốt như thế không sợ có người muốn nhúng tay vào sao tần nguyên đáp chỗ dựa phía sau của bọn họ chính là gia tộc hô diên không có bối cảnh, có buôn bán tốt cỡ nào cũng phải xảy ra chuyện. Không nói đến việc quấy rối, chỉ cần người ngang ngược chút cũng đã không chịu xếp hàng rồi. Bây giờ bọn họ có thể quy củ như vậy, tất nhiên là có người có thể chấn trụ cục diện. Tô Chiếu kinh ngạc hỏi, gia tộc Hô Diên chịu mở một cửa tiệm tại một nơi hẻo lánh như thế này sao? Tần Nguyên đáp, lúc đó ta cũng cảm thấy kỳ quái nên đi điều tra một chút. Chỗ dựa chân chính ở đây chính là con trai út của Thượng tướng quân Hô Diên Vô Hật, Hô Diên Uy, toàn bộ đại trạch đằng sau là do Hồ Diên Uy lấy được. Nghe nói, trước đó có người của quan nha đến đòi tài sản, kết quả bị Hồ Diên Uy đánh cho tàn phế. Trong lúc mọi người nói chuyện, thuyền đã cập bờ. Tần Miên hỏi, đông ra, chúng ta bỏ tiền ra mua chỗ ngồi để nếm thử, hay là bảo người xếp hàng để mua. chương 396, không phân biệt cao thấp, giàu nghèo hai. Tô Chiếu do dự một chút, nàng vốn định vào trong quán xem thử, nhưng cuối cùng vẫn thở dài, thôi thì mang lên thuyền đi. Tần Nguyên có thể hiểu, với sắc đẹp của Tô Chiếu, nếu xuất hiện ở những chỗ này, chắc chắn sẽ làm cho người ta phải chú ý, bị một đám đàn ông nhìn chằm chằm, sợ là ăn cũng không được tự nhiên, sẽ làm mất nhã hứng và làm giảm khẩu vị. Trên thuyền không thiếu dụng cụ ăn uống, Tần Nguyên lấy ra một cái bát canh có nắp sứ trắng, bước ra ngoài cửa khoang, dặn dò một tỷ nữ đi xếp hàng mua. Như Tần Nguyên đã nói, đội ngũ xếp hàng dài như vậy nhưng ngắn đi cũng rất nhanh. Không bao lâu sau, tỷ nữ đã bưng bát trở về nhưng biến cố đã xảy ra ngay lập tức có ba tên thanh niên từ ven hồ phóng ngựa ra xếp thành một hàng khiến tỷ nữ đang bưng bát đậu hũ không chỗ nào tránh được bị dọa đến thét lên trong khoang thuyền tô chiếu và tần miên bỗng nhiên quay đầu lại bốn tên người hầu ngoài khoang thuyền cũng nhìn vào phía trong khoang thuyền chờ phản ứng của tần miên một khi bà ta ra hiệu bọn họ sẽ ra tay ngăn cản ngay nhưng tần miên vẫn không có động tác nào không muốn trong trường hợp này làm bại lộ thân phận tu sĩ ra ngoài một con ngựa nhanh chóng ngừng bên cạnh, móng ngựa chuẩn bị đá vào đầu tỷ nữ. Cạch cạch, một âm thanh giòn vang, tỷ nữ bị dọa đến mức đánh rơi cái bát xuống đất, đậu hũ văng tung tóe dưới đất, còn mình thì lảo đảo lui lại. Hai con ngựa còn lại cũng xông lên, móng ngựa đang dựng đứng rơi xuống đất, người trên lưng ngựa là một thanh niên trẻ tuổi mình đầy rượu, tay cầm bầu rượu lẫn cầm cương nhìn chằm chằm tỷ nữ, rồi lại nhìn thuyền hoa trên sông. Sau khi nhìn thấy đèn lồng có ký hiệu Bạch Vân Gian, lập tức cười ha hả, sau đó nhảy xuống, đưa tay nhéo vào mặt phấn nộn của tỷ nữ một cái, nói: "Muội muội trắng trẻo như vậy, tại sao trước đây ta chưa từng thấy người ở Bạch Vân Gian?" Tỷ nữ lui lại một bước, xoay người rời đi, nhưng lại bị hai tên từ trên hai con ngựa kia nhảy xuống cản lại, cuối cùng cô gái bị cả ba vây quanh đùa giỡn. Tần Nguyên chỉ ra ngoài, ra hiệu cho người hầu bên ngoài khoang thuyền một chút, rồi lại khoát tay, ý bảo không được gây chuyện. Hai tên người hầu lập tức lên bờ, giải vây cho tỷ nữ. Ta nhìn chúng muội muội này rồi Hôm nay ta hưởng, ngày mai trả lại cho các ngươi, tiền sẽ không thiếu một xu." Gã thanh niên dẫn đầu tháo túi tiền ném cho một tên người hầu. Người đó hai tay đưa trả lại túi tiền, khách sáo nói: "Thưa công tử, nhà đầu này vẫn chưa được dạy dỗ tốt, tạm thời không tiếp khách, mời công tử báo phủ đệ ở đâu, phường chúng tôi sẽ chọn một cô gái tốt nhất đến cho ngài." "Thôi đừng nhắc đến đám tô son điểm phấn đấy nữa, ta thấy nàng ta còn xanh non, chưa được dạy dỗ cũng không sao. Ta thích là được." Gã thanh niên không nhận túi tiền cánh tay ôm lấy tỷ nữ định kéo lên ngựa tỷ nữ vừa kinh vừa sợ khóc toáng lên hai tên người hầu bị hai người kia ngăn cản không thể không quay lại nhìn về hướng cửa sổ thuyền muốn xin bước chỉ thị kế tiếp đúng lúc này một người thanh niên cao lớn bên đường bước đến đưa tay ngăn đằng trước không cho gã thanh niên kia ôm tỷ nữ lên ngựa nặng nề nói một câu mau buông người ta xuống người đến không phải ai khác chính là viên cương viên cương đột nhiên xuất hiện khí thế đáng sợ của hắn ta hù dọa gã thanh niên kia khiến gã ta vô thức bỏ tỷ nữ xuống. Nhưng thấy quần áo được dệt thủ công từ vải của viên cương, ống tay áo lại còn sắn lên, áo trên người còn có vết bẩn, rõ ràng là làm mấy công việc tốn sức, gã thanh niên lập tức sống lên cái thứ không có mắt này từ đâu xuất hiện vậy. Viên cương bình tĩnh đáp, người đang cướp đoạt dân nữ một cách trắng trợn đấy. Ba gã thanh niên sửng sốt một chút, chợt cười ha hả. Gã thanh niên cầm bầu rượu chỉ tay vào tỷ nữ vẫn giữ chặt bên cạnh không thả, hỏi, à ta mà cũng được xem là dân nữ ả à ta là người của Bạch Vân Gian, là loại chỉ để đem ra bán. Ta dùng tiền của mình tìm thú vui, tại sao lại biến thành cướp đoạt dân nữ một cách trắng trợn? Viên cương hỏi tỷ nữ, người đồng ý đi cùng gã sao? Tỷ nữ sợ hãi lắc đầu, muốn rút cánh tay lại, nhưng vẫn bị gã thanh niên kia túm chết không buông. Viên cương nói, người cũng thấy rồi đó, người ta không đồng ý, mà chuyện này cũng không thể miễn cưỡng. Gã thanh niên hỏi lại, người nói với ta, ta không thể miễn cưỡng loại tiện nhân đem ra bán này. Viên cương nói, con người sinh ra đều bình đẳng, không phân biệt cao thấp giàu nghèo. Nàng ấy cũng chẳng phải tiện nhân, nếu được lựa chọn, nàng ấy sẽ không lựa chọn làm nghề này. Nàng ấy đã không đồng ý, xin công tử dơ cao đánh khẽ buông tha cho nàng ấy. Trong khoang thuyền, tô chiếu hở hững bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Đối với nàng mà nói, giải quyết việc này cũng chẳng tính là việc khó, cũng không đáng cho nàng để trong lòng. Nhưng lời nói của người ngoài khoang thuyền khiến trong lòng tỷ nữ chợt run lên một cái, nàng ngơ ngẩn vội quay đầu nhìn lại ánh mắt nhìn thẳng vào người viên cương ha ha mấy gã thanh niên trẻ tuổi nhịn không được bật cười ha hả những lời viên cương nói theo quan niệm của bọn họ quả thật là chuyện nực cười nhân sinh đủ loại khác biệt ai dám nói chúng sinh không phân biệt cao thấp giàu nghèo đấy không phải trò cười thì là cái gì có thể nói ra lời này cũng chỉ là dân đen gã thanh niên cầm bầu rượu trong tay chỉ viên cương không ngừng cười ha hả bỗng vung tay quát lên tránh ra đồng thời kéo tỷ nữ đến gần con ngựa muốn đẩy viên cương ra viên cương đột nhiên chộp vào tay gã thanh niên bắt trúng cổ tay bóp chặt một cái gã thanh niên đau đến nhe răng nhếch miệng vô thức buông lỏng tỷ nữ ra thả cánh tay của gã thanh niên ra viên cương thuận tay kéo tỷ nữ kia đến bảo vệ nàng về lại gần chiếc thuyền thấy viên cương động thủ hai đồng bọn của gã thanh niên sao có thể ngồi nhìn được lập tức quất roi ngựa vào tới sau đó vung roi điên cuồng viên cương thuận tay ngăn tỷ nữ sau lưng mặc cho ba gã kia quất tới cũng không hoàn thủ. Gã thanh niên bị bóp cổ tay nổi giận lao đến, bình rượu trên tay đập vào chán viên cương. Bình rượu vỡ vụn, nước rượu chảy dài trên mặt viên cương. Viên cương đột nhiên đưa cánh tay đập tới, nhưng không phải đánh đối phương, mà là nện vào một cây liếu to bằng cánh tay cạnh bờ sông. Rác, cây liếu bị bẻ ngang, một nửa rớt xuống hồ bên cạnh. Tần Nguyên trong thuyền nói thầm một câu, sức mạnh thật lớn. Ba gã thanh niên đang định đánh tiếp đột nhiên sợ ngây người, Bàn tay dơ lên không dám động đậy. Đừng ép ta phải động thủ. Viên cương lạnh lùng nói một tiếng. Đúng lúc này, âm thanh cọc cọc truyền đến. Hơn người con ngựa đang vọt đến bên này. Khi đến nơi, tất cả ghim ngựa dừng lại. Dẫn đầu là một người thanh niên dáng người khôi ngô. Mặt mọc đầy dâu quai nón. Quát lớn hỏi viên cương, an huynh, chuyện gì xảy ra vậy? Trong khoang thuyền, tần miên nhắc nhở tô chiếu, hô diên uy đến rồi. Khí thế của đám người cưỡi ngựa rõ ràng không tầm thường. Ba gã thanh niên dường như cũng nhận ra đám người này, thấy người đến lại xương huynh gọi đệ với cái tên không thức thời trước mặt, cả ba đều luống cuống, tay đang nâng lên vội hạ xuống. Gã thanh niên trắng trợn cướp đoạt tỷ nữ cuống quyết chắp tay, công tử hô diên, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi. Nhìn động tác của ba người vừa rồi, rồi lại nhìn quần áo rách dưới đầy vết roi của viên cương, ánh mắt hô diên uy mở to như con báo. Ai quan tâm ngươi hiểu lầm hay không hiểu lầm, cũng mặc kệ chuyện gì xảy ra, y chỉ tay, phẫn nộ quát, đánh cho ta, đánh cho đến chết cho ta. Bảy tám người sau lưng y lập tức xông lên, a à, thanh niên đang xin lỗi hết thảm, bị người ta đạp một cái lăn xuống đất, hai người khác cũng bị đánh ngã. Một đám người vây quanh ba người, kêu một cái là đấm đá huyết đánh loạn lên, đánh cho ba người kêu cha gọi mẹ, thực sự là đánh cho chết. Cách đó không xa, bách tính tụ tập xem trò vui, có người thầm thở dài hít hà, có người không đành lòng nhìn thẳng. chương 397, An Thái Bình Viên cương bảo vệ tỷ nữ kia cũng không hé răng kêu ngừng, nếu không phải đang bận việc quan trọng, không tới phiên người khác ra tay, y đã phế luôn ba vị này rồi. Chỉ có Hồ Diên Uy là bệnh cầm nhìn thủ hạ đánh người. Đằng sau, một người tiến lên bên cạnh y, thấp giọng nhắc, tam công tử, dạy bảo một chút là được rồi, ta đã thấy người nói câu hiểu lầm kia, là cháu ngoại trai của giám sát tả sử. Hồ Diên Uy hơi nhớn mày, giám sát tả sử là một trong những ngự sử trung thừa, là trợ thủ của đại tư đồ, tuy không có đại quyền, nhưng có trách nhiệm và quyền hạn kết tội bách quan, nếu đánh chết thật, sợ là sẽ gặp phiền phức. Y bèn quát lên, vứt xuống hồ nuôi cá đi, bảy tám người vây đánh nghe vậy mới dừng tay, khiêng ba người kia ném thẳng vào trong hồ đánh tùm một cái, bọt nước văng lên tung tóe. Ba người lóc ngóc dưới nước một hồi cũng không dám lên bờ, chỉ chật vật chạy trốn gần bờ. Hồ Diên Huy nhảy xuống ngựa, đi tới bên cạnh viên cương, hỏi An Huynh, xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì, viên cương kể lại đại khái chuyện vừa rồi. Hiện giờ ở nước Tề, tên của hắn ta là An Thái Bình. Hồ Diên Uy trợn mắt há mồm, giờ khóc giờ cười chỉ chỉ tỷ nữ sau lưng hắn ta, chỉ vì một nữ tử Thanh Lâu, đáng sao? Người ta bỏ tiền ra mua nụ cười, người cản người ta làm gì? Y quay lại nhìn ba người đang liều mạng lết trong hồ, thở dài, xem ra vừa rồi ta sai thật rồi. Theo quan niệm của y, cũng không thể nói là của y, là quan niệm của phần lớn người thời này, nữ tử Thanh Lâu vốn là để làm chuyện này mà hầu hạ người ta là thiên kinh địa nghĩa, nói cái gì tôn nghiêm không phải là chuyện cười sao. Chuyện như vậy mà cản người ta, y cảm thấy mình vô lý thật, là mình có lỗi với ba vị kia, đánh người ta lại càng vô lý. Viên cương cũng lười lý luận với y, hắn biết, thế giới quan khác nhau quá xa, không thể nói thông được. Hồ Diên Uy cũng lười lý luận với hắn ta, được rồi, An Huynh là người thẳng thắn, nói cái này với người cũng vô dụng. Viên cương quay người lại nói với tỷ nữ kia, nếu không muốn làm nghề này thì đừng có làm tỷ nữ kia có vẻ vẫn còn sợ hãi, ngơ ngác nhìn viên cương. Viên cương lại bổ sung thêm một câu, ta chuộc thân cho ngươi, tiền chuộc thân hết bao nhiêu. Hắn ta nói vậy là vì vừa rồi thấy nàng không muốn bán ra thịt vì tiền, nếu nàng đã có tự trọng, hắn ta cũng đành lòng nhìn nàng trong hố lửa. Hồ Diên Huy không biết chuyện, nghe vậy sướng sờ, hồ nghi hỏi, An Huynh, người thích cô nương này sao? Trong khoang thuyền, Tô Chiếu và Tần Miên cũng nhìn nhau. Tỷ nữ kia không biết trả lời viên cương thế nào, Hồ Diên Uy đã nói chen vào, An Huynh, người nói chuyện chuộc thân với nàng thì có ích lợi gì, a à, Y liếc nhìn chiếc thuyền có treo đèn lồng ghi chữ Bạch Vân, đến tìm tần ma ma nói mới được. Y vừa nói xong, một nữ từ cầm quạt tròn xuất hiện ở đầu thuyền huyền chuyển hỏi, ai gọi ta đó? Mọi người quay đầu lại, Hồ Diên Uy cười ha ha, nhắc đến tần ma ma, tần ma ma liền tới. An Huynh, Huynh nói chuyện chuyện chuộc thân với nàng ta đi. Y vỗ vỗ vai viên cương, chỉ chỉ tần miên phe phẩy quạt đứng trên đầu thuyền dứt lời, y đi trước, nhảy thẳng lên thuyền, giữa ban ngày ban mặt, trước mặt bao nhiêu người, đưa tay sờ sờ mông Tần Nguyên, có thể thấy y cũng là khách quen của Bạch Phân. Tần Nguyên cười khanh khách uốn éo thân thể, đưa quạt tròn chặn lại, không chút biến sắc mà tách ra, tam thiếu ra, sao ngài rảnh rỗi chạy đến đây chơi vậy. Hồ Diên Uy không chiếm được tiện nghi không chịu bỏ qua, Tần Nguyên hết khách, cuối cùng đành để cho y bóp mông mấy cái mới đẩy ra. Sờ được tú bà, Hồ Diên Uy mới nhíu mày nói, ta nói này, Tần Mama, người của ngươi gặp phiền phức ngươi không ra mặt, còn trốn xem trò vui là sao? Ngươi mà đứng ra, mấy tên kia dám không nể mặt ngươi sao? Tần Nguyên thở dài, người có tiền đều là đại gia, ngài bảo ta làm sao bây giờ? Dễ làm, Hồ Diên Uy chỉ chỉ viên cương dưới thuyền, huynh đệ này của ta muốn chuộc thân cho cô nương kia, ngươi ra giá đi. Tần Nguyên lắc đầu, đây là nha hoàn trong nhà, không bán. Vậy là ngươi không nể mặt ta rồi. Tần Ma Ma, nếu hôm nay ngươi không đưa người cho người ta, Ta sẽ không đi đâu." Hồ Diên Huy bỏ lại một câu, nghênh ngang xoay người đi vào trong khoang thuyền, xem chừng chắc chắn hôm nay sẽ ăn vạ ở đây. Y vừa vào trong khoang thuyền, toàn thân lập tức cứng lại. Viên Cương thấy vậy cũng đi vào theo, thấy trong khoang thuyền có một nữ tử mặc áo trắng đang cầm sách ung dung lật xem, có vẻ rất tập trung, nhàn tính, thân thể đầy đặn mềm mại, khuôn mặt kiều mị, da thịt trắng như sứ phủ men, là một mỹ nhân thực sự. Tầm Nguyên đi vào, gọi, "Đông gia, khách tới." Tô Chiếu ngẩng đầu nhìn, đôi mắt sáng như nước nhìn Viên Cương, thân thể và khí chất của người nam nhân trước mắt này khiến cho nàng có cảm giác gì đó khó mà nói ra được. Hồ Diên uy cười gượng chắp tay chào, hóa ra là Tô lão bản, không ngờ Tô lão bản đang ở trên thuyền, tự tiện xông vào, quấy rối nhã hứng của Tô lão bản rồi, thực mạo muội. Hóa ra là tam thiếu gia Hồ Diên gia. Không sao, không sao, Tô Chiếu mỉm cười gật đầu, lại nhìn sang Viên Cương hỏi, vị này thật lạ, không biết là đại thiếu nhà ai. Hồ Diên Huy vội giới thiệu, đây là huynh đệ ta, An Thái Bình. Tô Chiếu ồ một cách sâu xa, hỏi, hai vị công tử lên thuyền có chuyện gì muốn dặn dò. Cái này, Hồ Diên Huy gãi gãi đầu, ấp úng, viên cương hơi kinh ngạc liếc nhìn y, bọn họ muốn chuộc thân cho Quyên Nhi. Tần Nguyên lại gần kể lại đại khái chuyện vừa rồi. Tô Chiếu gật đầu, cười nói, đây là nha hoàn được dạy dỗ để dùng, không có chuyện chuộc thân, sợ là khiến cho tam thiếu ra mất hứng rồi. Không sao, không sao, không thích hợp thì thôi. À, "Tô lão bản bận biểu, chúng ta không quấy rầy nữa." Cáo Từ hô Diên Uy xua tay, kéo cánh tay Viên Cương lôi hắn ta đi. "Tần ma ma, tiễn hai vị công tử giúp ta." "Vâng." Tần Nguyên đi theo ra ngoài, rời thuyền, Hồ Diên Uy không nhịn được mà hỏi, "Tần ma ma, sao Tô lão bản lại đến đây rồi?" Tần Nguyên thở dài, nhìn sang quán đậu hũ chép miệng, không phải nghe nói có thứ đồ hay mới là muốn đến thử sao? Ai biết nháo thành ra như thế, bà ta chỉ xuống một đống nát bét dưới đất. Hồ Diên Huy vỗ ngực nói, cái này thì dễ thôi, tần ma ma cứ vào nhắn tô lão bản chờ một lát, sẽ có người đưa thứ này đến cho tô lão bản. Chỉ cần tô lão bản không chê, coi như ta mời khách. Tần Nguyên cười khanh khách, vậy cũng được sao? Vậy ta xin cảm ơn trước. Hồ Diên Huy cũng vui cười hớn hở kéo viên cương đi, chỉ thủ hạ dặn tới quán lấy một suất đậu hũ đến. Đi xa một chút, viên cương hỏi, Hồ Diên Huynh, sao ta thấy người có vẻ sợ nữ nhân trên thuyền? Không phải sợ, mà là không muốn trêu chọc vào nàng. Người đẹp như thế, lại có thể kinh doanh thanh lâu lớn nhất kinh thành có thể là người bình thường sao? Nữ nhân này không phải nam nhân nào cũng chạm vào được đâu, là Tây Viện Đại Vương độc chiếm, ai dám làm sằng bậy với nàng thường đều chết mà không rõ nguyên nhân. Nếu nàng không đồng ý cho chuộc thân thì thôi, người cũng đừng cố chấp, không dễ trêu đâu. Hồ Diên Uy thấp giọng nhắc nhở vài câu, viên cương còn muốn nói gì đó nữa, nhưng nghĩ đến mục đích của chuyến đi này, lại nhớ lại vừa rồi người trong thuyền nói nàng kia chỉ là nha hoàn, không phải bán mình, cũng chỉ đành trầm mặc. Ngươi không sao chứ, Hồ Diên Uy chỉ chỉ mấy chỗ quần áo bị đánh rách trên người hắn ta. Không sao, cũng phải, ngươi da dày thịt béo. Trong khoang thuyền, cách bức rèm che, tô chiếu nghiêng mắt nhìn theo bóng lưng viên cương rời đi. Tần Nguyên quay lại, đi tới bên cạnh, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, chẹp miệng, thân thể này đúng là nam nhân mà. Bà ta nói vậy giống như nói nam nhân khác đều không giống nam nhân vậy. An Thái Bình, tô chiếu lẩm bẩm, nói cha người này một chút. Tần Nguyên đáp, thuộc hạ chưa gặp người này bao giờ, nhưng tên tuổi cũng đã điều tra. mươi 398, mối mua bán của thiếu gia. Tô Chiếu quay đầu lại hỏi, lai lịch ra sao? Tần Nguyên đáp, An Thái Bình, là ông chủ quán đậu hũ này, khi kiểm tra quán đậu hũ không thể không kiểm tra hắn ta. Người này vốn là quân sĩ trong quân, là quân sĩ cố thủ biên quan, khi có người lén lút đưa ngựa xuất quan đã xảy ra xung đột với vị trí chú quân của hắn ta một đám người gần như bị giết sạch chỉ còn có hắn ta và mấy người may mắn chạy trốn thoát được chuyện này vốn là có vấn đề có người cấu kết trên dưới vận chuyển chiến mã xuất quan còn muốn diệt khẩu mấy người này coi như nhặt lại được một cái mạng lại bị coi là đào binh có người muốn giết họ kết quả họ không phục thực sự làm đào binh trốn đến kinh thành chặn hô diên uy lại nhờ hô diên uy tìm lão cha là hô diên vô hận cũng có tin đồn là bắp ép hô diên uy nói chung cuối cùng là được hô diên ra hỗ trợ mấy người được khai trừ quân tịch, giữ lại được một mạng, sau đó kinh doanh quán đậu hũ này ở Kinh Thành. Ồ, Tô Chiêu như ngộ ra điều gì, khẽ gật đầu, lá gan không nhỏ, cũng coi như mạng lớn. Nói vậy, thân phận hắn ta chắc không có vấn đề gì. Tần Nguyên cũng gật đầu, dằn vặt ra chuyện như vậy trên dưới đều tra cả, lai lịch thân phận đều không có gì đáng nghi ngờ. Đang nói chuyện, bên ngoài có người đưa tới một bát đậu hũ, bát đựng bằng gốm thô màu đen khá đẹp. Nhấc nắp lên, hương đậu lan tỏa, Tô Chiếu tò mò hỏi, thứ này làm từ đậu tương sao? Không giả đâu, Tần Nguyên cười ha ha, tự mình kiểm tra một lần mới múc cho nàng một chén nhỏ, đưa lên, mời đông ra nêm thử. Tô Chiếu cầm thìa, nhẹ nhàng múc một miếng, đưa vào trong miệng, hương đậu thơm nước mũi, chân mềm thơm ngát, chậm rãi nuốt xuống, lại nghiêng đầu nhìn ra quán đậu hũ bên ngoài qua cửa sổ có vẻ đăm chiêu, nhẹ nhàng nhận xét, ngọt. Trong sân sau của quán đậu hũ, nhìn viên cương tự dỡ một túi đậu tương từ trên xe xuống, Hồ Diên Uy thở dài, phụ thân muốn ta chuyển lời, nói ngươi trời sinh chính là nhân tài chiến đấu trên xa trường, ngươi làm việc này chỉ uổng phí đại tài, muốn ngươi nghĩ lại chút nữa, quay lại tòng quân sẽ ở ngay dưới trướng ông ấy. Ông ấy đảm bảo tiền đồ cho ngươi, quay lại tòng quân, viên cương không nói gì, hắn ta vất vả lăn lộn mãi mới có được thân phận này, làm sao có thể bỏ đi. Hắn ta vừa đưa bốn người phong, lâm, hỏa, sơn vào cảnh nội nước tề, đúng lúc biên quân nước tề có dị biến, cứu được 10 binh sĩ bị đuổi giết từ cõi chết trở về. Sau khi biết được chút thông tin, viên cương quả quyết quyết định lợi dụng, để 5 người mình chọn 5 thân phận có bối cảnh ra thế thích hợp để mạo danh thay thế, hấp dẫn truy binh giúp các binh lính kia, giúp họ rời khỏi nước tề. Năm thân phận giả kia cũng không tệ, đều là tiểu tốt vô danh, ngoài đội nhân mã bị diệt kia thì không ai nhận ra, với những người khác, hoặc với thượng quan, chỉ là 5 cái tên trên danh sách. Nhưng để cho ổn thỏa, khi dẫn truy binh đuổi theo, hắn ta không tiếc mạo hiểm suốt đầu lộ diện mấy lần cho truy binh quen mặt. Sau đó, hắn ta ôm một bụng đầy oan khuất chạy đến kinh thành nước tề. Đến kinh thành, hắn ta cũng không tùy tiện tìm người kêu oan, mà thăm dò tình hình ở kinh thành trước, xác nhận thượng tướng quân Hô Diên vô hận là đối tượng tương đối thích hợp để kêu oan, bèn quả quyết bắt nhi tử của Hô Diên vô hận, cũng chính là Hô Diên uy trước mắt, đưa con tin đến trước mặt Hô Diên vô hận kêu oan. Ai ngờ, Hô Diên vô hận đã đồng ý rồi, đến lúc nhi tử an toàn đột nhiên lại hạ lệnh bắt họ lại. Nhưng hơn trăm người cùng sông lên lại bị năm người đánh cho thất điên bát đảo. Dừng tay, thấy cung nỏ thủ xuất hiện, Hồ Diên vô hận đưa tay ngăn cản pháp sư tùy tùng bên cạnh quát lên một tiếng, đuổi lui đám người vây công, đầy thưởng thức khen, bảo sao có thể chạy trốn đến được kinh thành. Lúc này viên cương mới hiểu thì ra vị thượng tướng quân này đang thử mình, kiểm tra năm người mình dựa vào cái gì mà có thể chạy trốn đến kinh thành khi bị truy sát trùng điệp. Nhưng sau đó ông ta vẫn giam lỏng bọn họ, đến tận mấy ngày sau mới có một số người tới nhận mặt họ, chính là các quân nhân trong đội quân truy sát họ. Viên cương biết, Hồ Diên vô hận còn đang xác minh thân phận mình, cũng thầm kinh dị với năng lực của vị thượng tướng quân này, nhanh như vậy đã tìm được người đã từng thấy mặt minh. Sau đó, bọn họ được giải trừ giam cầm, Hồ Diên vô hận muốn điều họ tới làm thủ hạ dưới trướng của mình. Nhưng năm người từ chối, nói rằng mình đã nản lòng thoái chí, chỉ muốn làm bách tính bình dân. Hồ Diên vô hận cũng không ép họ, đồng ý, cũng dặn bọn họ hãy suy nghĩ thật kỹ, nếu đổi ý, lúc nào cũng có thể quay lại, nên mới có cảnh trước mắt này. Thấy y không nói gì, Hồ Diên uy thúc giục, an huynh, người nói gì đi. Viên cương rỗi tay nắm lấy một cái bao bố giữ nó lại, nói tam thiêu ra, huynh đệ chúng ta nhặt lại cái mạng này thế nào ngươi cũng biết, thật sự không muốn lại bị cuốn vào bè lũ su nịnh kia, chuyện của các vị đại nhân bên trên quá phức tạp, chúng ta không thể hiểu được, cũng không làm được, vất vả lắm mới thoát thân chỉ mong an an ổn ổn sống sót ý tốt của thượng tướng quân chúng ta tâm lĩnh nhưng thực sự không muốn quay lại số đậu nành này là hắn ta mới mua về ai ngờ vừa hay gặp chuyện này Hồ Diên Uy khẽ thở dài có thể hiểu được tâm tình của hắn ta nhưng vẫn khuyên nhủ chuyện liên quan đến lợi ích không tránh được sẽ có vài thứ khiến người ta buồn nôn thấy ngươi đối mặt như vậy trốn tránh cũng không phải biện pháp hay phụ thân ta có thể thưởng thức ngươi như vậy có hội như thế bao nhiêu người cầu còn không được, thật sự ngươi nguyện ý chỉ làm một thương nhân cả đời. Làm thương nhân cũng khun có gì không tốt, giờ đây ta rất ổn, Hồ Diên Uy im lặng, nói tới đây, y phát hiện ra hình như phụ thân mình đã tính sai. Mới đầu phụ thân dự định muốn để cho mấy người này đối mặt với hiện thực khi sống ở thế tục, cho bọn họ đụng đầu vào vài tảng đá, tự sẽ biết nên chọn thế nào, nên không miễn cưỡng, cũng không cho rằng mua chút này bán chút kia lại có thể sống tốt hơn. Ai ngờ, chỉ có một món này thôi, mà mấy người này kinh doanh rất tốt, rất biết kiếm tiền, khiến cho phụ thân bó tay. Chuyện đã đồng ý không thể đổi ý, chỉ có thể dặn y ba ngày hai lần đến khuyên nhủ. Nhưng từ một góc độ khác, hành vi của mấy vị này cũng loại bỏ một vài lo lắng của phụ thân. Không cần lo lắng người này có mưu đồ gì, căn bản người ta không muốn làm quan, chỉ muốn làm một bách tính bình dân, đương nhiên ông ta không cần lo lắng họ là thám tử trà trộn trong quân. Lại xem bên này, cả cái bao tải to nặng mấy trăm cân mà người ta có thể nhẹ nhàng vác đi, khí lực đó, người khác nhìn cũng ê răng. Y nhớ lại khi mình bị cưỡng ép, tòa kỳ của mình bị vị này đấm một quyền đổ nhào, thực quá hung mãnh. Sau đó, họ được phụ thân nhìn chúng, phụ thân nói họ là nhân tài mãnh tướng thống lĩnh biên quân, nhưng lại bị một lũ su nịnh chôn vùi. Loại người thà gãy chứ không cong này rất dễ đắc tội với cấp trên, bị chôn vùi như vậy, phụ thân lại cảm thấy là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng phụ thân rất thích họ, múa mời chào, có điều, hết lần này đến lần khác, biến khéo thành vụng, biến thành dạng này. Ai, Hồ Diên Uy buông tiếng thở dài, thấy hắn ta vẫn không đồng ý, chỉ có thể đổi đề tài hỏi, hôm nay bán được bao nhiêu suất. Viên cương chuyển đồ xong, cao giọng hô, cao trưởng quỹ. Rất nhanh, một tiểu lão đầu từ trong tiệm ăn chạy ra, hành lễ chào tam thiếu ra, đông ra. Viên cương nhìn sắc trời đang tối dần, hỏi, hôm nay bán được bao nhiêu? Cao trưởng quý cười ha hả có thể bù với hôm qua đóng cửa rồi, còn chưa tính, nhưng đã bán được 12 thùng. Viên Cương hất cằm với Hồ Diên Huy, ý là người nghe rồi đấy. Hồ Diên Huy ngơ ngác hỏi, một thùng là bao nhiêu phần? Bình thường y nào có quan tâm đến chuyện này? Chương 399, hoàn khố đệ tử 1. Cao trưởng quý cười đáp, thưa tam thiếu gia, một phần không nhiều, thực ra chỉ là một muôi nhỏ. Một thùng được khoảng hơn một ngàn phần, 12 thùng, nhất định phải được hơn vạn phần. Hồ Diên Huy há hốc miệng không khép lại được thầm tính toán trong bụng, 10 đồng tiền một phần, một vạn phần là 10 vạn đồng tiền, tức là 10 mai kim tệ, trừ tiền vốn cùng lắm chỉ khoảng 2 mai kim tệ, lãi dòng này, sợ là phải đến 8 mai kim tệ. Mỗi ngày có thể kiếm 8 mai kim tệ, lợi nhuận này tuyệt đối không thể coi là nhỏ, ở đây có không ít cửa hàng cửa hiệu, xem tốc độ phát triển thể này, lãi 10 mai kim tệ cũng rất đơn giản. Trước kia y không bao giờ ngờ được đến chuyện này, ngay từ đầu, viên cương có nói mình ở biên quân làm chút đậu nành nuôi ngựa, Vô tình làm ra thứ quả vật này, muốn đem ra buôn bán, y còn chê đó. Viên Cương nói nhờ vào sự ủng hộ của y, lại cho tìm sân bãi, coi như cho y một nửa cổ phần, sau này tiền lời sẽ chia đôi, y còn nói không cần, không cần. Nói trắng ra là chê ít, không cho rằng món này có thể kiếm ra tiền gì, đoán chừng dù có kiếm được cũng không đủ cho y nhét kẽ răng. Nhưng mà, Viên Cương vẫn quả quyết muốn chia cho mình, y thấy không chối được nên đồng ý. Ai ngờ được, không ai có thể ngờ được chỉ một món ăn nho nhỏ này có thể bán đắt hàng như thế, tiền này kiếm nhanh vượt sức tưởng tượng của y. Trước mắt y cũng chỉ có một cái chức như có như không trong quân đội, có thể lãnh chút bổng lộc, trong nhà cũng cấp cho y một khoản chi tiêu. Cũng chẳng có cách nào khác, sinh ra trong gia đình thế này, không thể tránh được phải lui tới với một số người, mà người lui tới đều không phải người thường, muốn tiết kiệm cũng không được, chút bổng lộc của y không đủ dùng, ước tính trừ đi bổng lộc, trong nhà cũng phải đưa thêm cho y một ngàn kim tệ để chi tiêu hàng năm muốn nhiều hơn thì không thể nhà đông người không phải chỉ nuôi một mình y cũng phải liệu cơm gắp mắm huống hồ hô diên vô hận kia cũng không phải loại người cua tay tứ phía kiếm tiền làm người tương đối chính trực hô diên ra không có nguồn tiền nào khác nhưng một ngàn kim tệ mỗi năm này cũng không phải con số nhỏ với bách tính phổ thông chừng đó là một ngàn vạn đồng tiền đó rất nhiều bách tính liều mạng cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy chỉ cần không xảy ra loạn lạc một ngày hai ba mai kim tệ cũng đủ để mời bằng hữu ăn uống chơi bời ở kinh thành này rồi, coi như khoái hoạt sung sướng, mỗi lần tiêu mấy mai kim tệ đã coi như là xa xỉ. Cũng không thể ngày nào cũng chơi bời sung sướng được, mình còn có công việc, bình thường ăn uống trong nhà cũng không cần bỏ tiền, cho nên một ngàn kim tệ là đủ, đã coi như là mức chi tiêu của tử đệ nà giàu rồi. Kết quả thì sao, quán nhỏ bán thứ đậu hũ không cẩn thận làm ra này, chỉ sau nửa tháng, đã bán buôn càng ngày càng tốt. Quán đậu hũ làm ngon nổi tiếng, mấy hôm trước các huynh đệ tỉ muội trong nhà tập trung đều không nhịn được hỏi thăm tiền lời, kết quả, cả đám đều ghen tị, nói rằng lão tam phát tài, kiếm ra tiền rồi. Để cho rõ ràng, viên cương để trưởng quỹ của Hô Diên Huy phái tới quản sổ sách bên ngoài. Ban đầu Hô Diên Uy không thèm, sau đó biết có thể thu về số tiền rất lớn, lại thêm viên cương liên tục yêu cầu, y cũng không chối nữa, cao trưởng quỹ này là người của y. Đến cuối tháng sẽ được chia tiền, nhưng y còn chưa đắc ý được bao lâu đã bị phụ thân tìm tới, hỏi khoản tiền này là y độc chiếm hay tính chung vào sổ sách trong nhà hô diên vô hận có ý là tiền y kiếm được từ quán đậu phụ sẽ được giữ một phần còn lại sẽ tính cả vào tiền của hô diên ra sau đó trong nhà sẽ vẫn phụ tiền cho y như thường lệ phụ thân đã nói vậy y còn có thể làm sao chỉ có thể đồng ý cho nên hôm nay y mới chạy đến đây chẳng mấy khi chủ động quan tâm hỏi thăm buôn bán thế nào dù y chỉ có thể nhận được một phần trong số phân nửa tiền lời của quán còn lại phải giao nộp nhưng nếu bán tốt hơn chẳng phải y cũng sẽ được chia càng cao hơn sao đứng ở góc độ cá nhân viên cương buôn bán tốt như vậy y càng không hy vọng hắn ta sẽ tòng quân nhưng tính toán của phụ thân là xuất phát từ một tầm cao khác y cũng không thể làm trái chỉ có thể tới thuyết phục giúp phụ thân tính toán một chút hồ diên uy ngẫm nghĩ lẩm bẩm nói vậy một ngày tám thùng là đủ viên cương và cao trưởng quỹ nhìn nhau không biết y đang lẩm bẩm cái gì tam thiếu ra tám thùng là có ý gì viên cương hỏi hắc hắc, có nhớ hôm qua ta cho người tới mua một suất không? Hôm qua ta cố ý tìm một vị quản sự trong cung để khơi thông, nhờ ông ta hiến mấy vị quý nhân trong cung thử xem, phản hồi không tệ, đều khen ăn ngon. Y vỗ tay, vui mừng báo, việc này thành công. Trong cung truyền ra muốn chúng ta mỗi sáng, trưa, trạng vạng tối và nửa đêm đưa đậu hũ vào, cung cấp cho các quý nhân trong cung có thể dùng bất cứ lúc nào. Mỗi tháng sẽ trả cho chúng ta mở ngàn kim tệ, viên cương và cao trưởng quỹ sừng sốt. Bán ở đây một ngày cũng chỉ có thể kiếm được 10 mai kim tệ, tính ra, một tháng cũng chỉ có thể bán được 3-400 kim tệ, còn đây là 1.000 kim tệ. Viên Cương hỏi, nhiều như vậy, trong cung ăn hết sao? Hồ Diên Uy sờ sờ dâu quay nón, cười gian, nên mới nói, tám thùng là đủ, sáng, trưa, trạng vạng tối, đêm, mỗi lần đưa hai thùng vào cung là được. Viên Cương nói, tám thùng cũng không ít, trong cung có bao nhiêu quý nhân, có thể ăn hết sao? Bỏ đi thì tiếc lắm, Hồ Diệu Uy khoát tay nói, không có bỏ đi đâu. Thứ này đưa vào cung, chỉ cần có thể đủ cho các quý nhân cần lúc nào có lúc nấy, số còn lại, đương nhiên sẽ có người chia nhau. Có ai có thể ngăn các quản sự nếm một chút, trong cung có rất nhiều người ăn vụng uống trộm, bề trên cũng mở một mắt nhắm một mắt, sẽ không nói gì. Thứ này không để được lâu, dù sao cũng tốt hơn là để cho hỏng đi. Nhưng có điều này ta phải dặn trước, một ngàn kim tệ chỉ có thể là con số trong sổ sách, ta bù lại 200 kim tệ cho người cai quản việc này trong cung. Đây cũng là tiền ta hứa hẹn với người ta từ trước, nếu không, sẽ không thể thuận lợi như vậy, cũng coi như của đi thay người, về sau có thể bớt chút phiền phức. Cao trưởng quỹ nghi ngờ hỏi, mỗi ngày 8 thùng, một ngàn kim tệ một tháng, tranh lệch với giá bán hiện tại của chúng ta quá lớn rồi phải không? Hồ Diên Uy khinh bỉ nói, một năm cũng chỉ có một vạn kim tệ, trong cung có lẽ nào thiếu chút tiền ấy. Viên Cương hỏi, giá tiền trong ngoài tranh lệch như vậy, người không sợ trong cung phát hiện sẽ làm gì mình sao hồ diên uy trừng mắt đồ ăn trong cung có thể giống với bên ngoài sao nhất định đồ ăn trong cung phải là đồ tốt nhất thứ thấp kém bán bên ngoài có thể xứng cho quý nhân trong cung ăn sao ta chỉ làm được thế này thôi muốn bán cũng chỉ có thể bán loại này ta không làm được đậu hũ cao quý hơn đâu hắn ta sẽ không dồn tinh lực vào việc nghiên cứu làm ra món đậu hũ thượng phẩm sẽ chỉ bán món óc đậu này thôi vốn hắn ta cũng không có dự định này hồ diên uy im bặt Phát hiện ra vị này đúng là chỉ có toàn cơ bắp. Ha ha, Cao trưởng quý cũng không nhịn được bật cười, tựa như cũng hiểu ý của Hồ Diên Uy. Hồ Diên Uy kéo viên cương lại sát vai, gật gù đắc ý giải thích, ta nói này, huynh đệ, hoàng đế bệ hạ không ngốc đâu, món ăn bán công khai thế này, tăng giá vô lý không lừa được bệ hạ đâu, sớm muộn gì người cũng biết. Nhưng khoản tiền này phải xem là ai kiếm. Phổ thân ta làm quan bái lên đến thượng tướng quân, chưa từng vơ vét loạn so với đám người động một tí là cào được 10 vạn trăm vạn, kiếm chút tiền trinh này, sẽ không ai nói gì hết. Bệ hạ sẽ càng không nói gì, chương 400, hoàn khố đệ tử 2, ta nói thẳng, người từ biên quân tới cũng biết, một số kẻ liên thủ trên dưới bán chiến mã ra ngoài trục lợi, còn muốn giết người diệt khẩu đó phải to gan chừng nào. Đó mới là kiếm tiền không sợ chết, chúng ta chỉ buôn bán hợp lý, kiếm xê hút tiền trinh thôi, sẽ không ai ngứa mắt, sẽ không ai tìm ta gây phiền phức đâu. Chưa kể, Dựa vào cái gì mà dám tìm ta gây phiền phức? Bên ngoài bán giá thấp, trong cung bán giá cao hơn cũng là chuyện bình thường, khẳng định đồ ăn cung ứng trong cung phải tốt hơn bên ngoài chứ, ai dám nói là không phải. Ta cũng không cần ngươi làm ra đậu hũ cao sang hơn, chỉ cần thứ ngươi đưa vào trong cung tươi mới hơn, vừa ra lò là đưa đi ngay, khi làm sạch sẽ cẩn thận hơn, chuyên chú hơn, chúng ta bỏ thêm nhiều tinh lực, dùng thêm nhiều nhân công, đương nhiên sẽ làm ra được thứ tốt nhất, giá tiền bán cao hơn cũng là hợp tình hợp lý ai có thể nói cái gì? Nếu ngươi yêu cầu bán giống bên ngoài, mới thực không hợp lý. Ta khơi thông quan hệ cũng phải tốn tiền, làm thế, không những không có lãi, mà còn phải bù thêm tiền vào trong cung sao. Ý ta ngươi hiểu chứ? Viên cương không ngốc, nói đến thế rồi còn không rõ sao. Quay tới quay lui, nói tới nói lùi, thực ra đồ bán vào trong cung chẳng khác gì đồ bán bên ngoài, chỉ là nói cho hay hơn thôi, đồ đưa vào trong cung là tốt nhất. Nhưng ánh mắt hắn ta nhìn hô Diên uy vẫn hơi là lạ, hắn ta phát hiện có vẻ vị này rất tích cực với việc bán đậu hũ, bình thường không hỏi thì thôi, nhúng tay vào một cái, bán một cái là bán thẳng vào hoàng cung. Con đường này, không phải ai cũng có thể đi, đương nhiên Hồ Diên Uy phải tích cực rồi. Trong nhà lấy tiền của y được chia sung công, bản thân chỉ giữ lại được một phần, đương nhiên y phải tìm cách bán buôn khá hơn một chút rồi, đương nhiên sẽ nhìn tới cái nhà giàu nhất nước là Hoàng Cung kia. Với người bình thường, Hoàng Cung rất thần bí cao xa, nhưng với y, y biết rất nhiều người trong cung, chuyện tiện tay dễ làm vì sao không làm, tiền kiếm hợp tình hợp lý, vì sao không kiếm. Viên cương lại hỏi, người làm vậy, thượng tướng quân có biết không? Hắn ta tới tìm Hô Diên ra kêu oan là vì nghe nói nhân phẩm Hô Diên vô hận không tệ, nếu không cũng sẽ không dám tìm tới Hô Diên ra. Hô Diên uy lại hỏi, biết cái gì? Đồ ăn ai cũng khen ngon, ai có thể nói người trong cung không thể ăn. Trong cung tới tìm ta, muốn ta tiến cống, ta có thể không nghe sao? Được rồi, viên cương hiểu rồi, nhất định đây là lời ra hỏa này sẽ dùng để trả lời lão tử nhà mình, đoán chừng hô diên vô hận cũng không thể làm gì khác. Xem ra hắn ta hiểu được phần nào nguyên nhân hô diên vô hận chỉ cho đứa nhi tử này một chức quan nhàn tản không cho thực quyền, ước chừng ông ta biết phẩm tính nhi tử, cho nó quyền lực càng lớn, nhất định có thể gây ra chuyện càng lớn. Cao trưởng quý cười cười trên lời, thực ra đậu hũ này tiêu hao lớn nhất vẫn là đường, được tiến vào cung có thể bớt đường đi. Trong cung không thiếu đường, khẩu vị khác nhau, là ngọt hay mặn, muốn dùng thế nào có thể tự thêm, chúng ta có thể giảm được một khoản giá thành. Mấy năm nay đúng là đường không có rẻ, hai mắt Hồ Diên Uy sáng lên, dựng ngón cái khen ngợi, lão cao, ta không nhìn lầm ngươi, không hổ là họ cao. Viên cương hơi nhíu mày, phát hiện ra, quả nhiên vật họp theo loài, trách không được hai người này có thể làm chủ tớ. Cao trường quý cười hắc hắc, như thể muốn nói quá khen quá khen, chợt bổ sung thêm, tam thiếu ra, gần đây có không ít người của đại hộ nhân ra tới hỏi xem chúng ta có thể đưa hàng tới không. Ý tứ cũng giống như hình thức ngài đưa hàng vào cung ấy, nhưng cũng không cần nhiều như trong cung, hy vọng chúng ta có thể đưa một lượng nhất định đến cửa